Giờ chúng ta sẽ xem. Thứ nhất là nó sẽ làm tăng công thở. Tại vì sao? Tại vì khi mà một bệnh nhân mà nó có tụ PEEP á, thì cái đường PEEP ở ngoài với lại cái đường PEEP ở trong phổi bệnh nhân nó sẽ khác nhau nha. Ở đây tôi sẽ vẽ sơ sơ cái hình ảnh để cho các bạn dễ tưởng tượng chút xíu. Tôi lấy ví dụ ở đây là mình cài đặt một bệnh nhân bị xiển, áp lực đỉnh sẽ nằm đây là PEEP. Đây là PEEP, PEEP chúng ta cài. Cái PEEP chúng ta cài thì người ta gọi là PEEP E tức là extrinsic, tức là PEEP bên ngoài đó ha. Thì chúng ta cài như vậy, nhưng mà thực tế ra đó thì có thể là nó không giống vậy. Bây giờ ở đây là đường zero nha, đường zero thế này. Vậy thì chúng ta sẽ cài đặt cái trigger là -2 so với PEEP nha. Dù giả sử lúc này chúng ta đang cài PEEP bằng 5 thì ở đây là 5, ở đây là 3, đây là 0. Mà hiểu ý à? Nếu bệnh nhân này mà chúng ta bấm vô cái nút gọi là S3 horn á, lúc đó thì cái đường nó đang biểu diễn nó bằng 5 thế này thì nó sẽ lên. Tôi lấy ví dụ như lên tới đây. Ví dụ lên bằng 10 đi. Cho dễ, số 10 cho chẳng. Nha. Bây giờ để mà trigger được cái máy thở thì bệnh nhân phải hít làm sao cho áp lực ở trong phế nang bệnh nhân nó chạm xuống dưới cái đường gọi là trigger sensitivity. Có hiểu không? Bây giờ các bạn phân biệt là hai đường này, đường này đường giả, đường nằm ngoài, tức là airway pressure, tức là cái đường mà máy nó đo được. Nhưng mà thực tế trong phế nang nó đang ở mức này. Các bạn tưởng tượng ở đây mà nó muốn trigger được với lại cái máy thở thì nó phải, ví dụ ở đây là bắt đầu tới cái chỗ bệnh nhân trigger đúng không ạ? Thì phải trigger làm sao đụng chứ này, chứ không phải trigger đây. Thường thường bệnh nhân ở đây trigger vậy là cái là đụng. Hiểu ý ạ? Bây giờ ngay chỗ này bệnh nhân trigger thì nó phải như vậy, nó mới đụng đúng không? Vậy thì khi bệnh nhân trigger như vậy đó thì bệnh nhân sẽ tốn công thở đúng không? Tốn công thở. Cái thứ nhất là tốn công thở. Thì ở trong tốn công thở này nó sẽ thể hiện trên lâm sàng, thêm lâm sàng bằng hai cái dấu hiệu. Dấu hiệu nhất là cứ mỗi cái nhịp hít bệnh nhân thì có phải như các anh chị sẽ thấy bệnh nhân sẽ sử dụng các cơ hấp phụ, nó gọi là ví dụ cơ ức đoàn chủm rồi co lõm ngực rồi này kia nọ, dữ lắm thì nó mới đụng được cái đường trigger đúng không ạ? Cái chuyện thứ hai là nó có một cái giai đoạn trễ. Các bạn để ý đó, là ở đây là cái chỗ bệnh nhân bắt đầu trigger nè. Và ở đây là nó đụng cái đường 3. Nếu mà bình thường thì cái khoảng cách từ đây cho tới đây, ví dụ vậy, hiểu không ạ? Nó nhiều khi chỉ 0.1, 0.2 giây vậy thôi. Tức là các bạn thấy là chớp mắt một cái là bệnh nhân hít một cái là máy nó sẽ bơm cho bệnh nhân một nhát. Có hiểu ý không ạ? Còn khi mà trigger xa quá vậy thì các bạn thấy nhiều khi bệnh nhân trigger ở đây mà tới đây nó mới thấy 0.4, 0.5 giây, ví dụ vậy đó. Bạn hiểu không? Vậy thì trên lâm sàng mình quan sát sao mình biết ta? Lâm sàng mình quan sát ví dụ bệnh nhân với lại máy thở nằm gần đó, mình nhìn thấy bệnh nhân bắt đầu bệnh nhân hít nha, thì mình nhìn thấy cái động tác hít bệnh nhân. Nhưng mà một hồi cái bệnh nhân hít xa một hồi thì máy thở nó mới bơm vào phổi bệnh nhân. Tức là các bạn thấy một cái giai đoạn trễ hơn, nó chậm hơn thấy rõ rệt so với bình thường bệnh nhân hít một cái là máy thở thấy, giờ mình hít vậy nó máy thở mới thấy. Có hiểu ý không ạ? Nó trễ hơn. Đó là hai cái dấu hiệu mà để chứng tỏ là bệnh nhân phải tốn rất là nhiều công để bệnh nhân trigger máy thở nha. Cái thứ hai là mất nhảy trigger. Có nghĩa là trong số những cái nhịp mà bệnh nhân cố gắng hít như thế này thì có những nhịp bệnh nhân hít mạnh á thì nó sẽ đụng được cái đường này, nhưng mà có những cái bệnh nhân hít nhiều cái quá nhưng cũng đuối chứ đúng không, thì nó sẽ không tới, hít tới đây thôi, ví dụ vậy. Nó hít cái kiểu như vậy đó thì bệnh nhân có hít không? Có. Nhờ máy thở có bơm không? Không. Các bạn hiểu ý không ạ? Thì cái dấu hiệu đó nó gọi là dấu hiệu mất trigger. Mất trigger có nghĩa là sao?
Có nghĩa là lúc đó mình phát hiện làm sao bên trên lâm sàng, phát hiện là bằng cách là mình nhìn bệnh nhân để mình đếm cái nhịp thở của bệnh nhân. Ví dụ giả sử các anh chị quay lưng là cái máy thở đi, các anh chị đừng thèm nhìn máy thở, mà các anh chị nhìn bệnh nhân. Các anh chị lấy cái đồng hồ ra, các anh chị đếm. Trong một phút, cái kim dây của mình nó chạy một vòng đó, mình đếm thì thấy được 25 nhịp, ví dụ vậy. Hiểu ý không ạ? Mình đếm nguyên một phút thấy được 25 nhịp, mình quay trở lại máy thở thì mình thấy cái tần số máy thở RR total nó đó chỉ 15 thôi, ví dụ vậy. Thì chứng tỏ là trong 25 cái nhịp mà bệnh nhân hít đó thì máy thở nó chỉ thấy có 15 lần thôi. Còn 10 lần là máy thở nó không thấy. Thì 10 cái nhịp thở mà không thấy nó gọi là missing trigger, tức là máy nó không thấy bệnh nhân hít. Mà bệnh nhân thì có hít, đúng không? Và do đó thì chúng ta phải làm sao đó để làm sao cho bệnh nhân đỡ tốn công và máy thở nó nhạy hơn đối với bệnh nhân hít. Thì cái nhiệm vụ của mình lúc đó đó là mình phải làm sao cho nó cải thiện được hai cái này nha. Thì trong cái việc làm của mình á, đây là cái hình hồi nãy đó ha, hình hồi nãy các anh chị thấy. Thí dụ như bệnh nhân mà mình đặt VIP bằng 5 mà bệnh nhân không có bị gì hết á, thì bệnh nhân chỉ cần trigger trừ 2 là nó thấy cái đường sensitivity là dương 3 rồi. Nhưng mà trong bệnh nhân bị auto VIP thì các anh chị thấy là thí dụ auto VIP là VIP total nó lên 8 cm nước đi. VIP total lên 8 thì bệnh nhân phải trigger từ đây nè, xuống dưới cái chỗ này thì bệnh nhân phải trigger là từ đây xuống đây nó đã là thêm 3 cm nước nữa rồi. Rồi xuống đây thêm 2 cm nước nữa là tổng cộng nhân trigger tới âm 5 cm nước thì nó mới đụng. Vậy thì thông thường một bệnh nhân COPD vô mình thở máy đó thì cái total VIP này nè nó khoảng nhiêu? Trên lâm sàng thường thường đó là nó khoảng chừng 12, 15 là chuyện bình thường đó, là có đó. Có hiểu ý không ạ? Tức cái auto VIP mà của những cái bệnh nhân thực sự ở trên lâm sàng đó là nó khoảng từ 12 tới 15. Như vậy thì bây giờ mình lấy con số nhỏ nhỏ là 12 đi. Thì có phải vì bệnh nhân phải trigger từ dương 12 xuống tới dương 3, có nghĩa phải trigger âm 9 thì nó mới đụng cái đường đó. Và có hiểu ý không ạ? Đó là thông thường là vậy đó. Nhưng mà thật sự nó có phải là cái giới hạn cuối cùng hay không thì thật sự cũng không. Lý do là sao? Lý do trên lâm sàng là các anh chị này nè, các anh chị biết có một cái câu chuyện vui á, là bây giờ sẽ nhà nước sẽ thống kê cái nó gọi là cái tài sản hay là thu nhập gì đó của cái khoa, của khoa mình. Dù khoa mình có 5 bác sĩ với lại 20 điều dưỡng đi, ta tính tổng thu nhập để ta chia tính ra trung bình, có hiểu ý không ạ? Ví dụ thu nhập điều dưỡng được 5 triệu, con này được 6 triệu, con này được 3 triệu, cộng với bác sĩ, ông này được 20 triệu, ông này được 15 triệu, ta cộng hết cái đó lại, ta chia trung bình ra thì nó ra được thu nhập trung bình của nhân viên của cái khoa đó, có hiểu ý không ạ? Thì cái VIP mà gọi là VIP total mình đo được đó, nó là trung bình của những cái áp lực VIP ở trong những cái phế nang thế này. Bây giờ đây là cái phế nang, phế quản, một cái phế quản nhỏ ha, nó thông với những cái phế nang này. Các anh chị hiểu ý không ạ? Nó thông với những phế nang này. Rồi đây, nó thông. Nhưng mà những cái phế quản này là những phế quản bị gì? Bị tắc nghẽn đó. Thì có những phế quản tắc nghẽn ít và có những phế quản tắc nghẽn nhiều. Có hiểu ý không ạ? Phế quản tắc nghẽn ít, nè cái này ít, vậy thì đây nó dương 5 thôi, bạn hiểu không? Tắc nghẽn nhiều hơn, ví dụ đây thì trong này nó dương 8, hiểu không ạ? Và tắc nghẽn rất là nặng, hầu như bít hết, dương 15, cái này dương 12, cái này dương 20, ví dụ vậy. Nhưng mà khi các bạn đo đó là các bạn đâu có đo được mấy cái thằng mà tắc nghẽn nhiều, có hiểu không ạ? Tắc nghẽn nhiều nó đâu có thông ra ngoài đâu đó. Cho nên các bạn thực sự các bạn chỉ đo được cái dương 5 với dương 8 thôi. Và tính trung bình cái này á, 5 với 8 13, 13 chia 2 là 6,5. Các bạn đo được cái VIP auto VIP là 6,5. Các bạn hiểu không? Nhưng mà mấy cái thằng cao nhất nó lại giấu. Tức là trong khoa mình có một bác sĩ thu nhập tới 1 tỷ một tháng rồi. Nhưng mà mình không có điều tra. Đúng không? Cho nên là cuối cùng cái tổng thu nhập của nhân viên trung bình của mình có 10 triệu thôi. Nhưng nếu chỉ cần cộng cái ông đó vô một cái là tự nhiên trung bình của nhân viên khoa mình tới cả 100 triệu luôn.
tại vì ổng tới 1 tỷ 1 tháng nữa mà, hiểu ý không? Tôi hiểu ý nói. Cho nên là thông thường cái bíp total, bíp mà mình đo được á, là các bạn nhớ dùng mình chỉ đo được những cái thằng mà tắc nghẽn nhẹ nhẹ thôi, nó còn thông với bên ngoài. Còn những thằng tắc nghẽn cực kỳ nặng, nó không thông, thì mình đâu có biết tài sản nó là nhiêu đâu mà đo. Cho nên là nó gọi là underestimated, tức là dưới cái mức gọi là mong muốn của mình nha. Under ha, estimate. Tức là dưới mức, bao giờ cũng dưới mức hết trơn. Đó tôi biết là không có bao giờ mình đo đúng. Mình muốn đo đúng thì nó phải giãn phế quản hết mới được nha. Vậy thì tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi ráng tạo cho cái này nó có một cái ô tô bíp, tức là các anh chị nhìn lên đây các anh chị thấy nó có 7 khí đúng không? Tôi đặt bíp bằng 5, nếu tôi đo tô bíp nó phải cao hơn 5 đúng không? Cao hơn 5. Thì tôi lấy ví dụ thôi ha. Ví dụ tôi ấn vô cái nút aspirate horn. Tap vô đó. Nó không lên đúng không? Khó lên lắm á. Rồi. Rồi lên tới cuối cùng tôi chụp cái đồng hồ này lại. Để coi, để coi nó là bao nhiêu. Kéo ngoài qua. Nó chỉ có 6 thôi thấy không? Đâu có lên đâu. Tại cái phổi giả nó vậy đó. Nhưng mà các anh chị sẽ dùng cái thủ thuật đó để anh chị đo được ô tô tô tiếp. Anh chị hiểu ý không ạ? Trên máy thở anh chị đo tô tiếp bằng cách ấn vô cái nút aspirate horn. Và cái đường biểu diễn á, nó sẽ đầu tiên nó sẽ đi theo cái đường pip cơ bản đó ha. Sau đó thì nếu mà áp lực ở đường thở mà nó thông với áp lực ở trong phế nang thì cái đường này nó sẽ dần dần nó lên. Ở bệnh nhân thực sự mình sẽ đo cái này thường thường khoảng 10 mấy đó. Cái mục đích của mình nãy giờ mình nói là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ coi như thế nào để mà giảm được cái ô tô bíp này đó, thì các anh chị sẽ phải làm một số chuyện. Trong đây người ta chia làm 4 cái ô. Cái ô thứ nhất là các anh chị thay đổi các thông số máy thở. Ô thứ hai là các anh chị làm giảm cái nhu cầu thông khí của bệnh nhân. Ô thứ ba là các anh chị làm giảm cái kháng lực của đường thở. Và ô thứ tư là các anh chị sử dụng pip để chống ô tô pip. Thì cái này sẽ nói từ từ ha. Những cái đơn giản chẳng hạn như làm sao các anh chị làm giảm nhu cầu thông khí của bệnh nhân. Thí dụ các anh chị cho thuốc an thần, cho thuốc giảm đau, cho thuốc hạ sốt là đơn giản không ạ? Ở đây cho an thần, cho liệt cơ rồi đó. Thứ hai là giảm khoảng chết. Giảm khoảng chết có nghĩa là hôm qua tôi có ví dụ với anh chị đó. Thí dụ như các anh chị đang sử dụng những cái thiết bị như là ống nối ha. Rồi các anh chị đang sử dụng những thiết bị như là HMO. Bây giờ các anh chị nhìn xem hai cái này nha. Nó có cái gì khác nhau không? Cái ống nối này, lề HMO này về phía khoảng chết thì mình tính tổng thể tích nó được đúng không? Ví dụ cái cục cái ống nối này nó là 20 ml, cái cục HMO này là 40 ml chẳng hạn, thì đứng về phía khoảng chết thì mình tính thể tích. Nhưng mà đứng về phía resistance á thì cái ống nối này nó không có resistance, hầu như nó không có. Tại vì nó cũng có nhưng mà chắc là nó thấp. Nhưng mà các anh chị để ý cái chị, khi các anh chị gắn cái HMO này vô thì chính cái giấy lọc của nó tạo resistance. Các anh chị không? Thì khi các anh chị tháo cục HMO, các anh chị bỏ đi, không nối vô trực tiếp vô cái giúp thở bệnh nhân thì nó sẽ đỡ được cái một cái phần là gọi là khoảng chết. Tức là khoảng chết là hôm qua mình giải thích rồi, là cái khí CO2 của bệnh nhân đi ra nó sẽ giữ lại đây và nó bơm vô trở lại bệnh nhân, đó là khoảng chết ha. Nhưng mà nó còn giảm được cái gì? Resistance nữa. Các anh chị hiểu ý không ạ? Cho nên đối với bệnh nhân hen suyễn đó, xin lỗi, bệnh nhân COPD đó mà thở máy đó, thì các anh chị không nên dùng HMO vì một số lý do sau đây. Lý do thứ nhất là nó là khoảng chết đúng không? Lý do thứ hai nó là gì? Resistance. Và một lý do cũng rất là tế nhị nữa là nó độ ẩm nó không có đủ. Mà khi độ ẩm không đủ thì bệnh nhân sẽ bị gì? Khô đàm, đàm nó đặc. Mà đàm đặc nó tắc nghẽn đường thở đâu có ra được. Cho nên là một trong những nhiệm vụ mình là làm sao cái đàm nó loãng ra. Thì ở dưới này nó có. Không? Làm sao cái đàm nó loãng ra để làm giảm được cái resistance đó. Cho nên các anh chị phải dùng ống nội khí quản cỡ lớn nè, hút đàm thường xuyên nè, về cho thuốc giãn khí quản. Chị hiểu ý không ạ? À? Cái chỗ này. Rồi, đây là những cái bên ngoài nha. Còn bên phía phần máy thở đó thì các anh chị làm sao, thứ nhất là các anh chị kéo dài được thời gian thở ra.
Như hồi sáng tôi có giải thích với anh chị đó, muốn kéo dài thời gian TE thêm thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là cái cách mình thay đổi tỷ lệ Y trên E. Tỷ lệ E đang là 1:2, có thể 1:3, 1:4. Thứ hai nữa là mình giảm bớt tần số. Và cái con mắt mình nhìn cái gì để mình biết cỡ nào thì đủ. Con mắt mình nhìn cái chỗ này nè, là cái chỗ mà lưu lượng nó bị giới hạn đó các anh chị. Các anh chị nhìn thấy cái lưu lượng của nó vẫn chưa về zero được. Ví dụ ở đây nè, hiểu ý không ạ? Đây là cái lưu lượng chưa về zero nè. Và các anh chị cố gắng chỉnh làm sao cho cái lưu lượng này về zero, tức là đường cong lưu lượng thở ra hãy nó chạm được trục vành là ok. Có hiểu ý không ạ? Nó chạm được vành là ok. Bây giờ cái bệnh nhân này thì tôi đang cố ý ha. Tôi đang cố ý tôi cài cái tần số nó hơi cao một chút, ví dụ như 20 ha. Giả sử như là VT của bệnh nhân này tôi cài là không phải là 300 mà tôi cài là 400, tôi lấy ví dụ thử coi sao. Điều gì sẽ xảy ra? Rồi, bây giờ các anh chị nhìn vô đây. Tôi đang cài cho bệnh nhân này, lấy ví dụ như bệnh nhân này là 50 kg, tôi đang cài VT nó là 400 ml, tức là 8 lít ký ha. Cài cho xuyển thì là xin lỗi, cài sau VT là 6-8. 6-8 thì tôi cài cũng 8, cũng không có gì sai. Ví dụ tần số đang cài là 20, thời gian đi là 1 giây, tức là tỷ lệ trên sẽ là 1:2. Đúng không? Và tôi thấy có 7 khí rất là rõ ở đây. Đúng không? Thì cái chuyện đầu tiên nhất là có thể là tôi sẽ làm một chuyện là tôi thay đổi tỷ lệ trên E, thử coi sao. Trong trường hợp mà này mà tôi thay đổi tỷ lệ E, điều này có nghĩa là E đang là 1:2, ví dụ tôi chỉnh thành 1:3. Bây giờ tôi sẽ có một thời gian, một chu kỳ thở đó là 3 giây đúng không ạ? Nếu tôi thay đổi tỷ lệ E thành 1:3 thì TI sẽ là 0.75 đúng không ạ? TE sẽ là 2.25 nha. Tôi thử. Tôi táp vào chỗ này, tôi dặn cái này xuống còn 0.75. Thì khi tôi dặn xuống 0.75 thì các chị thấy là đi E là 1:3 đây nha. Tôi ấn vô rồi xác nhận ha. Lúc này đó các anh chị để ý là với cái TI tôi nhỏ lại nha. TI tôi nhỏ lại thì TE nó dài ra được một chút xíu hơn hồi nãy là 2, bây giờ là 2.25. Nhưng mà các anh chị thấy TI nó nhỏ lại thì áp lực đỉnh lên rất là cao ha. Tức là TI nó nhỏ lại thì áp lực đỉnh nó cao. Cho nên cái này thật sự ra thì nó có giảm bớt cái một chút xíu về cái gì? Về cái 7 khí nhưng mà vẫn còn đúng không? Nhưng mà nó còn một cái bất lợi là áp lực đỉnh sẽ lên. Tại vì thời gian y các anh chị nó bị nhỏ lại. Có hiểu ý không ạ? Cho nên cái cách này có vẻ như cũng không có hay lắm. Mình chuyển nó lại là TI bằng 1. Bây giờ mình đổi tần số. Khi tôi đổi tần số, các anh chị để ý nè. Khi tôi đổi tần số nhưng tôi không thay đổi TI, tần số tôi giảm xuống mà tôi không thay đổi TI, điều đó tương đương với tôi kéo dài TE. Có hiểu không? Tại vì khi tôi giảm tần số xuống thì tổng một chu kỳ thở nó sẽ tăng lên, nhưng mà TE tôi vẫn giữ như cũ, các chị hiểu không? Cho nên TE sẽ dài ra. Do đó ở đây tôi giảm tần số đang là 20, tôi giảm xuống 15. Giảm xuống 15 ha. Các anh chị để ý nè. Lúc này là TE đang là 2 giây nha. TI là 1 giây cộng lại là 3 giây là đúng TE 1:2 đó. Vì tôi giảm tần số còn 15. Khi tôi giảm tần số còn 15 á thì lúc này đó nguyên chu kỳ thở sẽ là 4 giây. Mà TI tôi vẫn giữ như cũ là 1 giây, cho nên TE nó kéo dài thêm được 1 giây nữa là thành 3 giây. À, bây giờ tôi xác nhận vô. Các anh chị để ý là ở ngay chỗ này nè, lúc này là chúng ta chưa có thay đổi nha, thì cái 7 khí nó là như bao nhiêu đây? Đúng không? Bao nhiêu đây? Bây giờ tôi thay đổi. Khi mà tôi thay đổi đó, các anh chị coi nó có đỡ hơn không? Đỡ không chưa? Có vẻ đỡ hơn đúng không? Có vẻ đỡ hơn. Tức là khi mà các anh chị con mắt mình nhìn thấy mà cái đường cong này mà nó chạm được trục vành á là coi như là đỡ hơn nhiều rồi. Và cứ mỗi lần nó chạm trục vành vậy đó, tức là cái khí từ trong phổi bệnh nhân nó ra. Tôi ví dụ như hồi nãy bệnh nhân nó bị 7 khí là 500 ml, hiểu ý không ạ? À? Mà khi lưu lượng nó đạt được cái đạt chạm trục vành, tức là nó ra được hết cái thể tích mà mình cung cấp đó, thì cứ mỗi lần hít thở một cái thì nó giảm được bớt được chút, thì về lâu về dài 1-2 tiếng đồng hồ sau thì cái lượng khí mà 7 là trong phổi bệnh nhân sẽ càng ngày càng gì, càng giảm đi, và autobip nó sẽ giảm xuống.
Các anh chị hiểu ý mà, không, tôi biết từ từ sẽ giảm xuống. Đó là cái cách là gọi là giảm tần số ha. Rồi bây giờ tôi quay lại cái tần số cũ, tôi có thể giảm bằng cách nữa là tôi giảm VT. Giờ tôi quay lại tần số cũ, tức là tôi quay lại tần số là 20, rồi TI 1 giây, TE lúc đó sẽ 2 giây ha. Thì bây giờ tôi nhìn lại thì tôi thấy cái 7 khí nó trở lại như cũ đó. Thì bây giờ tôi giảm VT thử coi nó hiệu quả thế nào. Bây giờ VT bệnh nhân này đang là 8 lít ký, đúng không ạ? Tôi sẽ cố gắng giảm VT xuống. Dĩ nhiên là mình đừng có làm theo cái kiểu là cứ đúng theo sách vở là cứ giảm một cái rẹt nó xuống từ 8 tới 6, hiểu không? Mà mình giảm từng nấc thôi. Ví dụ giả sử bệnh nhân này tôi giảm xuống còn 70 lít ký, tức là 350 ha. 7 lít ký là 350, tôi bấm vô đây, tôi giảm xuống 350 mà tôi không thay đổi những thông số kia. Anh chị hiểu ý mà. Rồi. 350 đó. Các anh chị thấy là khi mình giảm VT xuống 350 thì nó vẫn chưa có thỏa mãn được cái chuyện đó ha. Chưa, nó vẫn còn 7 khí. Đó, tức là con mắt mình nhìn thấy vẫn còn 7. Đúng không ạ? Vẫn còn 7 khí ở đây. Đâu mình thử mình giảm xuống còn 300 coi nó còn 7 không nha. Đây. Anh chị thấy đỡ hơn đúng không? Đỡ hơn. Tức là ba cái nguyên tắc này á, thì nó đều đúng hết á. Đều đúng hết, tức là khi mình thấy một bệnh nhân bị 7 khí thì nó có 3 nguyên tắc để làm được chuyện này. Chuyện thứ nhất là ở trên cùng đó, là tăng cái thời gian TE nhưng mà không thay đổi tần số. Tức là có nghĩa là thay đổi tỷ lệ NE thôi. Thứ hai là giảm tần số xuống nhưng mà không thay đổi TI thì có nghĩa là tăng thời gian TE lên. Có hiểu ý không ạ? Và chuyện thứ ba là giảm thyroid volume. Thì cả ba nó đều có tác dụng. Nhưng mà trong ba cái tác dụng này, trong ba cái cách để điều chỉnh này thì cách hiệu quả nhất là cách gì? Vẫn là cách giảm tần số nha. Anh chị hiểu ý không ạ? Giảm tần số là cách hiệu quả nhất. Cho nên cái chuyện mà hồi sáng mình nói là tần số cài đặt từ 8 tới 15 đó, là cài đặt tần số là mấy thì không ai nói. Hiểu ý không ạ? Và khi các anh chị mà thở máy cho bệnh nhân mà bị tắc nghẽn đường thở đó, thì các anh chị bị một cái như thế này. Các anh chị cắn đứt lương tâm ở chỗ này nè. Các anh chị sẽ có, các anh chị phải đặt bệnh nhân lên một cái bàn cân, đúng không ạ? Đặt lên bàn cân. Đây, cái cân đây. Xin lỗi. Đây. Cân này. Đây là cái cân, cái đĩa thứ nhất, đây là cái đĩa thứ hai. Bên này á, tất cả hai cái này đều là bị ứ CO2 hết á. Thì khi mà ứ CO2, các anh chị hiểu không? Ứ CO2 thì mình muốn CO2 thải ra. Hiểu không ạ? Thì mình sẽ tăng gì? Tăng VT và tăng gì? Tăng tần số. Nhưng mà khi mình tăng VT, tăng tần số thì coi chừng bên đây nó bị gì? Bị 7 khí, đúng không? 7 khí, rồi auto beep. Hiểu không ạ? Auto beep, hai cái này mình phải cân. Mình muốn thải CO2 dữ lắm á, nhưng mà nếu mình càng cố gắng thải CO2 theo cái kiểu cơ bản là mình tăng VT hoặc là tăng tần số thì mình sẽ đi vào con đường sai. Cái cách cơ bản nhất để thải CO2 trong nhân CV thì ngược lại, tức là làm sao phải kéo dài thời gian TE, giảm bớt tần số xuống thì nó mới hiệu quả. Các anh chị có hiểu ý không ạ? Thành thử ra trong cái lưu đồ chút xíu nữa mình sẽ nhìn lưu đồ, mình thấy là khi mà ứ CO2 quá thì coi chừng 7 khí quá nặng, mà 7 khí quá nặng lại làm sao nó bớt 7 khí nữa, nó tự động nó giải thoát CO2 thôi. À, chứ không phải là tăng tần số giống như cũ. Mà khổ nổi á, rất nhiều bạn trẻ rất là sai. Bệnh nhân càng ứ CO2 lại càng tăng tần số lên. Trời ơi, bệnh nhân xỉn mà cho tần số 25, bó tay luôn. À, gọi điện thoại gửi hình cho tôi nói trời bó tay em đây. Em học ở đâu mà ra cái vụ mà tăng tần số lên vậy? Cái nói thì thầy dạy với ai? Tôi nói tôi dạy cái gì? Tôi dạy trong cái bài tổng quát thì là tăng tần số thì đúng, nhưng mà trong nguyên nhân xỉn là phải giảm tần số xuống thì mới bớt 7 khí chứ, đâu có phải làm vậy. Hiểu ý không ạ? Thành thử ra các anh chị nhớ dùm, mỗi bài nó có một cái nguyên tắc nó riêng nha, chứ không có giống nhau. Rồi. Đó các anh chị để ý dùm cái chuyện đó ha. Ở đây đó, cái chuyện mình tăng mình dùng cái beep để chống auto beep á, cái beep để chống auto beep. Điều này có nghĩa là gì? Cái gì? Quay trở lại cái hình hồi nãy, mình đây là
PEEP, đây là auto PEEP. Và cái đường của mình như thế này. Nhắc lại đây là 5, ví dụ đây là 12 đi. Thì cái đường phía dưới này là đường dương 3 đó. Bây giờ gặp một bệnh nhân bị auto PEEP và các anh chị đo. Cái gì đo nha, đo auto PEEP. Bây giờ trong cái slide các anh chị nó sẽ không có cái thủ thuật để mà đo auto PEEP. Và tôi nói lại, các anh chị chịu khó ghi vô dùng chút xíu. Lần sau tôi hứa tôi sẽ sửa cái slide lại. Thật ra tôi sửa rồi nhưng mà bữa nay đi nói lại tôi lấy cái slide cũ. Slide trong máy tôi sửa rồi. Cách đo auto PEEP. Cách đo auto PEEP trên bệnh nhân bị bệnh lý tắc nghẽn đường thở. Thì đầu tiên trước khi đo auto PEEP thì các anh chị phải chuẩn bị giùm tôi ba thứ ha. Về ba thứ. Cái thứ đầu tiên á, để tránh nó bị nhiễu do cái chuyện khác á, thì các anh chị phải, thứ nhất là anh chị phải dỗ lưng hút đàm cho thật là sạch, đúng không ạ? Thậm chí có một số bệnh nhân nó đàm rất là đặc, các anh chị phải nhỏ thêm nước muối, các anh chị phải đồ này kia nọ, rồi dỗ lưng này kia nọ cho nó ra đàm hết, các anh chị hút sạch sẽ, tức là đường thở nó thông thoáng. Không phải bệnh nhân bị tắc nghẽn này là do đàm, mà tắc nghẽn là do cái phế quản nó co thắt thật sự, hiểu ý không ạ? Thứ hai là để các anh chị bấm cái nút gọi là pause đó, thì nó sẽ đóng hai cái van, hít vào van thở ra. Nhưng mà nếu ống nội khí quản mình hở thì cái khí nó sẽ xì ra ở cái ống nội khí quản mà xung quanh cái ống nội khí quản đó, cho nên nó sẽ sai. Thành thử các anh chị phải làm gì? Phải bơm bóng chèn lên, bóng chèn lên, tức là các anh chị phải hút đàm sạch sẽ là một ha. Thứ hai, anh chị phải bơm bóng chèn lên cho nó kín là hai. Cái thứ ba là các anh chị nhớ dùm, lúc các anh chị bấm pause là bệnh nhân không thở, đúng không, thì áp lực đường thở mới lên. Mà nếu mà bệnh nhân hít thở thì áp lực thở nó sẽ xuống, đúng không? Tại vì bệnh nhân hít vô mà, âm mà, nó sẽ xuống. Cho nên bắt buộc là trong khi mình đo auto PEEP, bệnh nhân phải không được thở, đúng không? Bệnh nhân thở còn gì đâu nói, cho nên bệnh nhân phải không thở nha. Thành thử ra đôi khi một bệnh nhân COPD đang thở máy không nhất thiết là phải mê, mà thường nhất là tỉnh, 99% là tỉnh hết rồi đó. Ông nào mê chắc sắp đi rồi đó, còn phần lớn là ông tỉnh, mà mấy ông tỉnh thường thường là ông còn thở đó, hiểu ý không ạ? Thì lúc đó mình phải cho thuốc, đúng không? Bây giờ thuốc thường thường là chúng ta muốn đo được auto PEEP, chúng ta phải cho một ít thuốc an thần gì đó, hoặc là thậm chí thuốc giãn cơ mà tác dụng ngắn. Chẳng hạn như trên lâm sàng các chị có thể cho midazolam, hoặc là midazolam cộng thêm với lại norcuron hay là vecuronium gì đó. Nói chung là những cái thuốc mà các chị chích vô trong vòng 15 phút nửa tiếng sau là nó mất cái tác dụng, để cho bệnh nhân thở trở lại chứ, hiểu không ạ? Thì các chị dùng ba cái phương pháp đó các chị đo. Sau các chị đo xong, giả sử các chị được cái auto PEEP là 12. À, xin lỗi, cái PEEP tổng là 12, là total ha. PEEP thì ở trong đây nó có hướng dẫn cái là dùng cái PEEP ngoài để chống auto PEEP, để chống ngược lại auto PEEP. Ở đây nó có ghi nè ha, tức là để cái này nó ghi là để đối trọng với lại cái giới hạn lưu lượng thở ra, thì mình sẽ sử dụng cái PEEP bên ngoài, hiểu không? Câu chuyện này thì tôi xin kể cái chuyện vui. Chuyện vui thì cũng mục đích là để cho anh chị tỉnh ngủ thôi, chứ thật ra không biết cái chuyện nó có thiệt không. Thí dụ như là tôi hướng dẫn các anh chị là máy thở đi. Ví dụ tôi hướng dẫn các anh chị máy thở thì cứ mỗi trang á, là sẽ có cái gọi là quy trình cài đặt bệnh nhân, hiểu không? Thì cái trang 1 là quy trình cài đặt bệnh nhân bị bệnh lý thần kinh cơ. Ví dụ cài đặt VT là mấy, tần số là mấy gì đó. Lật qua trang 2 là quy trình cài đặt bệnh nhân tăng áp lực nội sọ, là hồi sáng đó. Lật qua bài thứ 3 là quy trình cài đặt bệnh nhân tắc nghẽn đường thở như là COPD. Lật qua trang thứ 4 là quy trình cài đặt bệnh nhân ARDS, ví dụ vậy ha. Rồi, cái bữa đó cái ông thầy ca đang ngồi đây, cái dưới cấp cứu gọi điện thoại lên. Alo, hồi sức hả? Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị máy thở nha, chút xíu ở cấp cứu chuyển lên một bệnh nhân bị COPD, ví dụ vậy. Cái thầy cao nói, dạ thầy, ở dưới cấp cứu chút xíu nữa chuyển lên ca COPD thầy. À đúng rồi, thôi kêu nó chuyển lên đi. Em vô em ráp máy chuẩn bị đi. Dạ dạ được thầy, để em ráp máy chuẩn bị xong cái. Và ngồi chờ, bệnh nhân cấp cứu chuyển lên cái reng điện thoại. Alo, dạ mời bác cam đi họp hội đồng học công nghệ. Ví dụ vậy, hiểu không? Cái ông thầy hôm nay, ê giờ tao đi họp này, chút nữa mày nhận nha. Cái đó đừng giỡn thầy, em đâu có biết gì nhận, đâu có gì đâu nè. Cái trang này nè là cài đặt bệnh nhân COPD, mà cứ dòm cái trang này nó làm sao mày cài vậy giùm tao, hiểu ý không ạ? À? Dạ được, vậy thì được rồi thầy, đi để em cài ra, xong rồi thầy về thầy coi lại nha. Được rồi. Cái ông thầy cũng đi họp, cái nhà cái đẩy lên cái dòm vô,
thấy để là mode thở, volume control, dễ, lại volume control chạy lại dòm VT 68 lít bạc ký, mình cũng nhân 68 mình cài vô, tần số từ 18 tới 15, không mình cài 12 đi, tới đó còn đúng đúng không? Y trên E 1/3, tới đó cũng đúng luôn, cài xong hết rồi, tới cái chỗ mà tới cái pip á, chạy lại đó, cái chạy lại đây, cái quạt máy nó quạt cái lật qua cái chỗ trang ARDS để bíp 15, hiểu ý không? Hiểu ý không? Thấy bíp 15 quên coi cái tựa trên, chặn bíp 15, hiểu ý không? Mà trong lúc đó là thầy Cam viết sách là bíp bằng không, lúc thầy Cam viết là bíp bằng không, cái chuyển với lại SOPD giúp bíp bằng không, hết hồn. Mình cũng cài vô, mình cũng dương dương tự đắc là đúng, cài vô cái bệnh nhân hồng lên tốt, nhân ổn định, cái thầy vừa mới về cái dạ thầy vậy, nãy em coi sách của thầy em cài hết rồi đó, bệnh nhân giờ ngon thầy, SpO2 lên 8 mấy rồi ha, mà OTCO2 thì nó cũng còn có 40 thôi, ổn rồi, ngon đó thầy. Cái em thầy cũng lợi, ổng coi coi xong mặt bầm tím luôn, ổng nói cài thằng bảy không nói đúng gì, nó bảy đâu trời, giỡn hoài, nãy giờ em coi sách của thầy em cài mà sao bảy được, sao mày cài bíp gì tới 15 dữ hả, thì thầy kêu cài bíp 15 rồi trang chết mẹ là lộn trang. Tức là ổng viết bên trang kia là viết bằng không, ông nói bậy xuyển là COE là tắc nghẽn. Tắc nghẽn tức là gì? Ở trong áp lực trong lòng ngực nó rất là dương, đúng không? Mày phải để áp lực ngoài bằng không thì trên lệch nhiều nó mới ra được, có hiểu không? Ở trong nó đang dương mà, cho nên mà ngoài bằng không, thí dụ như bệnh nhân đang sốt cao thì phải xối nước lạnh vô thì nó mới mau hạ sốt chứ, hiểu ý không? Cái nó vậy hả thầy? Vậy thôi dặn không xuống, cái đứng dặn không xuống, bắt đầu dặn xuống bằng không, tôi thấy bệnh nhân càng ngày càng mặt mày bệnh nhân bầm bầm, nó bèo hai mắt đỏ tuột, tôi thấy ngực nó phồng 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 lên. Ủa sao kỳ vậy thầy, sao dặn đúng theo thầy thì nó xấu đi? Ổng nói, cái ông nói ờ sao kỳ vậy ha, đâu thầy, giờ thầy cho con thử con dặn ngược trở lại giống như nãy, còn sao dặn lên 15 trở lại tôi thấy bệnh nhân tốt lên. Cái ông thầy cũng đứng cái đầu, không lẽ mình viết sách lộn ta, tức là mình viết sách xài mấy chục năm mình sao không biết sai. Tức là vậy, tức là cái câu chuyện của nó là gì, các anh chị nhớ nè, khi mà các anh chị đặt bíp lên nha, tôi lấy giả dụ bệnh nhân đó là ô tô bíp là 18 đi, các anh chị đặt bíp lên 15, hiểu ý không ạ? Đặt bíp ngoài lên 15 thì có phải như là các anh chị đem cái đường trigger này sao các anh chị, đem gần tới cái chỗ bệnh nhân đang ở, hiểu không ạ? Thay vì bệnh nhân phải thòng tay xuống lấy một cái gì tuốt dưới đất thì các anh chị đưa cái vật đó lên cái bên nó chọp chọp, mỗi lần nó trigger cái là máy nó thấy liền, đúng không? Cho nên cái tác dụng lợi thứ nhất của cài đặt bíp ngoài mà lên á, thí dụ giả sử bíp đang làm ô tô bíp đang là 12, cái chị cài bíp 15, bây giờ các anh chị không cài bíp 15 nữa, các chị cài bíp 10, cái đường bíp bây giờ các anh chị nó nằm đây, hiểu ý không ạ? Mà anh chị đặt trigger là -2 có nghĩa là sao? -8 lên đây, bệnh nhân chỉ cần trigger từ 12 xuống 8 là nó đụng rồi, chứ không phải xuống tới 3 dưới này đâu, hiểu ý không ạ? Các anh chị đưa cái bíp lên tức là tạo điều kiện cho mình trigger sao, cái khoảng cách nó gì, nó bị ngắn lại, nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi bệnh nhân trigger nhẹ nhàng hơn thì các anh chị sẽ thấy cái chuyện thứ nhất là bệnh nhân không có sử dụng cái cơ hấp nhiều như hồi nãy, tại vì trigger rất là nhẹ nó đã đụng rồi, tức là không nhiều bằng chứ không phải là không, không còn gắng sức, có gắng sức nhưng mà gắng sức với một cái gắng sức ít hơn, đúng không ạ? Thứ hai là cái khoảng cách nó ngắn đi, tức là từ khi bệnh nhân trigger tới lúc mà máy nó bơm bệnh nhân thì nhanh hơn, đúng không ạ? Và cái thứ ba, nó bớt cái missing trigger, tức là hồi nãy bệnh nhân trigger 25 cái thì máy nó mới thấy được có 15 cái thôi, thì các anh chị nâng cái bíp lên thì có thể máy nó thấy được thêm một số nhịp nữa, những nhịp mà nó trigger yếu hơn đó, có hiểu không ạ? Đó là tần số nó sẽ có thể tăng lên hơn chút, các anh chị hiểu ý tôi không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ta giải thích tại sao mà khi mình đặt trigger như vậy đó, xin lỗi, mình đặt bíp như vậy đó thì nó sẽ cải thiện cái chuyện bệnh nhân bị bẫy khí, đó là cái tác dụng stent cái đường thở, stent tức là nó nông cái đường thở ra. Cái gì để ý đó, khi mà một cái người mà bị hen suyễn nha, mọi người bị hen suyễn hay là COPD, đây là cái lồng ngực người ta, lồng ngực người ta đó. Bây giờ tôi vẽ giả sử toàn bộ cái ngực bệnh nhân, cái phế nang nó còn một phế nang, đường thở nó còn một đường thở thôi, thì cái hình nó sẽ như thế này, đúng không ạ? Khi bệnh nhân bị COPD đó thì áp lực ở trong lồng ngực nó tăng, lý do bị ô tô bíp mà, cho nên nó tăng đây. Mà áp lực trong phế nang nó cũng vậy, cũng tăng lên. Bây giờ ở trong
một cái môi trường nó có hai thằng thôi, cái thằng này thì nó căng lên, hiểu ý không? Thì áp lực trong người nó đâu có đè nó xuống được. Vậy nó đè ai? Nó đè đường thở nha các anh chị, tức là nó đè vô chỗ này, sẽ đè vô chỗ này. Và nó đè cái này á là không phải đè liên tục, mà nó chỉ đè ở thì thở ra thôi. Tại vì sao? Tại vì thì hít vào á, các anh chị dùng một cái áp lực dương nó tới 40-50 cm nước, các anh chị đẩy thì áp lực ô tô pip, cái ô tô pip trong này có 12 thôi. Anh chị hiểu không? Đây là 12 nè, dương 12 nè. Nhưng mà lúc thì hít vào thì áp lực đường thở nó vô đây nè. Nó tới 40 cm nước lận. Có hiểu ý không ạ? Trên nó đâu có đè được. Nhưng mà thì thở ra thì áp lực trong đường thở này chỉ còn nhiêu? 5 thôi. Lúc đó ở ngoài 12, ở trong 5 thì nó sẽ đè cái đường thở xẹp lại. Các anh chị hiểu ý không ạ? Do đó nếu các anh chị đặt pip ngoài mà lên 10 thì cái chuyện mà đường thở nó bị sụp xuống, nó bị xẹp xuống đó thì nó đỡ hơn, đúng không? Mà khi nó đỡ hơn thì khí trong cái nang sao? Tiếp tục di chuyển ra ngoài được. Nó tác dụng đó là tác dụng stand đường thở của cái pip ngoài. Hiểu hiểu này chưa? Như vậy thì khi các anh chị đặt pip ngoài đó, anh chị được hai thứ. Một là bệnh nhân sẽ trigger nhẹ nhàng hơn, đỡ mất trigger hơn, đỡ tốn công hơn. Thứ hai là bệnh nhân sẽ được stand đường thở cho nó tạo điều kiện dẫn khí ra ngoài tốt hơn. À, và từ khi người ta phát hiện ra cái chuyện đó đó cho tới giờ thì người ta không còn viết, tức là sách nó không còn viết là đặt pip bằng không đối với bệnh lý tắc nghẽn đường thở nữa. Cuốn sách mà thật là xưa nha, các chị kiếm khoảng 1970 là người ta cho bệnh nhân xuyển sau BD là thở pip bằng không đó. Đúng như các anh chị suy nghĩ đó. Lúc đó suy nghĩ là ở trong dương rất cao cho nên ở ngoài phải bằng không. Thậm chí người ta níp, níp tức là negative NS Vatory Reversor, tức là ở ngoài thậm chí nó không phải bằng không, nó còn âm 1, âm 2, âm 3. Ta nghĩ vậy là nó sẽ tốt hơn. Có hiểu ý không ạ? Nhưng mà sau này người ta lại đặt dương thì nó lại tốt hơn. Bởi vậy y học là tiến bộ không ngừng, update không ngừng. Mình không đọc là coi chừng đó, mình sẽ lạc hậu là chỗ này ha. Tóm lại là cho đến bây giờ thì thông thường người ta sẽ cài đặt cái pip ngoài là bao nhiêu? Thông thường là sẽ cài đặt pip ngoài nó khoảng chừng 70%, 80% gì đó của cái pip mà bị nội sinh, tức là auto pip mà pip tổng mà mình đo được đó, thì mình sẽ lấy giá trị 70-80% để mình cài. Tôi lấy ví dụ nha. Giả sử đầu tiên cái bệnh nhân này tôi đo đạt được cái auto pip bệnh nhân là 15 nha, thì tôi sẽ dùng cái pip ngoài là 12. Hiểu ý không ạ? Nó thấp hơn chút. Sau đó 4 tiếng, 6 tiếng sau tôi đo lại chứ, đúng không? Thường thường là khi các chị cài thế này nè mà nó hợp lý á, thì auto pip sẽ gì? Thì giảm xuống dần dần. Ví dụ giả sử tôi đo auto pip, pip tổng lại là 12 thì tôi phải giảm pip ngoài xuống 10. Cứ như vậy từ từ các anh chị dẫn từ từ cái phổi bệnh nhân nó giảm bớt cái tình trạng gọi là emphysema đó, tình trạng mà căng chướng phổi đó. Và người ta đặt cái chỉ số mà pip thấp nhất là 5, tức là lúc bệnh nhân ổn hết á là pip bằng 5. Không có giảm nữa, tới đó thôi, không giảm. Tức là không giảm thêm. À, mặc dù lúc đó mình đo tô pip đang nhiêu tôi cũng không giảm thêm, tại vì giảm thêm nữa là đường thẳng nó bị sụp lại, nó sẽ tạo tô pip mới. À, cho nên tới biết ngoài bằng 5 thì thôi không giảm nữa. Vậy thì tóm lại là đối với bệnh nhân COPD thì ban đầu, hiểu không, mình đặt biết bằng 5, mình đặt tần số thấp, y trên e, te kéo dài, VT thấp. Sau khi mình đặt xong hết, mình dòm cái gì? Mình dòm coi nó có bẫy khí không. Nếu có bẫy khí thì hoặc là mình phải giảm thêm tần số nữa, hoặc là mình phải giảm bớt VT, hoặc là mình thay đổi tỷ lệ e cho dài thêm nữa. Hiểu không ạ? Và mình đo auto pip để biết là hiện tại trong ngực bệnh nhân đó, trong lòng ngực bệnh nhân cái auto pip đang là bao nhiêu. Và mình kéo cái pip 5 đó lên tới cái mức là 75% của auto pip. Hiểu không ạ? Thì sau đó mình cứ đo lại, nếu auto pip giảm thì mình sẽ giảm xuống từ từ theo nó. Giờ tới bằng 5 thì mình không giảm nữa. Nó quy trình nó là như vậy. Các anh chị có hiểu không ạ? Rồi thôi, tới đó là đủ rồi đó. Theo tôi nghĩ là khá là đủ rồi. Giờ các anh chị có hỏi thêm gì không? Anh chị có hỏi thắc mắc gì không ạ? Mấy anh em ở bệnh viện bệnh nhiệt đới thì đôi khi mình cũng phải làm chuyện đó. Thí dụ giả sử người ta nói là bệnh hậu phẫu á, tức là bệnh nhân mà mổ đó, thì thông thường mình sẽ cài đặt thông số bình thường thôi. Nhưng mà biết đâu mình lại mổ trúng ông COPD thì sao? Thì phải cài theo COPD. Hiểu ý không ạ? Như vậy thì thí dụ cái ông này ông viêm màng não,
thì tôi cài đặt thông số bình thường, ví dụ VT cũng bình thường, tần số bình thường, nhưng mà ông này với màng não trên ông COPD thì bắt buộc phải cài theo COPD nha. Cho nên mình học cái này thì cũng có lợi chứ không phải là không đâu, mặc dù mình ở bệnh viện bệnh nhiệt đới ha. Rồi, cảm ơn em. Em hỏi là thông thường là ô tô bíp dưới 5 tức là không có ô tô bíp. Như nãy tôi nói đó, người ta sẽ không giảm bíp thêm khi mình đo bất cứ một giá trị nào đó mà nó thấp. Hiểu ý không ạ? Ví dụ các bạn không đo, các bạn không thấy ô tô bíp thì các bạn, tôi lấy ví dụ như sau, khi các bạn điều chỉnh cái này. Bạn điều chỉnh cái này ha, 20 các bạn còn 15. Thì các bạn nhìn vô biểu đồ sống của bệnh nhân đó, rõ ràng bạn thấy là bệnh nhân không còn ô tô bíp nữa. Tại vì không có giới hạn lưu lượng gì ở đây nữa. Thì cái bíp bằng 5 này mình cũng không có giảm xuống nữa, mình giữ nguyên. Hiểu không? Để giữ cho đường thở không bị sụp. Dĩ nhiên là còn một chuyện nữa là giữ cho phế nang không bị xẹp ha. Và chúng ta giữ bíp bằng 5 là cái số dưới cùng của nó, không có giảm thêm. Chứ không phải chúng ta không thấy ô tô bíp, chúng ta để bíp bằng 0, không phải vậy. Tới đó thôi, không có tiếp tục giảm nữa, tới đó là đủ ha. Cái chỗ này là cái chỗ mà mong ước của CBD nè. Thấy này là mừng lắm luôn á. Thấy gì mừng lắm. Muốn được vậy là tổng hợp của rất nhiều thứ. Tổng hợp gồm có cài đặt máy thở và dùng thuốc giãn phế quản nó có hiệu quả thì mới ra được vậy. Có hiểu ý không? Chứ không phải tự nhiên cài máy thở mà ra vậy rồi khỏi tôi dùng thuốc giãn phế quản, không phải vậy đâu. Hiểu ý không ạ? Rồi, hỏi gì nữa không? Rồi, em. À, trigger lưu lượng chứ ha, không phải là volume mà là flow trigger. Rất nhiều bạn hỏi chuyện đó, ủa vậy mình tăng bíp lên để làm gì? Dĩ nhiên là khi mình tăng bíp, như nãy tôi nói rồi, các bạn nhớ là khi mà tăng bíp lên á là nó có hai chuyện lực. Chuyện thứ nhất là nó làm cho cái mức trigger sensitivity nó gần cái chỗ tôi biết để mình trigger cho nhẹ nhàng hơn đối với trigger áp lực, pressure trigger. Nhưng mà đối với trigger lưu lượng á, thì nó không có chuyện đó đúng không? Tại mình cài đặt bằng lưu lượng mà đâu có chuyện đó. Thế nhưng nó vẫn có tác dụng là nông đường thở. Tại vì trigger lưu lượng là cái lưu lượng khí nó chạy qua chạy lại đúng không? Đường thở nó được nông ra thì nó mới chạy, nó mới thông được. Còn nếu đường thở nó bị xẹp thì nó cũng không chạy được. Thành ra mình tăng bíp lên nó cũng có tác dụng trong trigger lưu lượng luôn. Chứ không phải là nếu mà bạn cài đặt trigger lưu lượng thì bạn khỏi cần cài đặt bíp ngoài. Bạn hiểu ý tôi không? Và người ta thấy là khi mà bệnh nhân bị ô tô bíp đó, thì các bạn đặt trigger lưu lượng hay áp lực thì nó cũng khó khăn giống nhau hết trơn á. Tức là bệnh nhân dẫn trigger rất là nặng. À, dù cho bạn cài trigger áp lực hay trigger lưu lượng thì bệnh nhân cũng trigger nặng. Và khi các bạn nâng bíp lên thì nó cũng cải thiện cả hai luôn. Trigger áp lực cũng cải thiện, trigger lưu lượng cũng cải thiện. Chứ không nhất thiết là, không phải là nếu đặt trigger lưu lượng thì khỏi làm cái chuyện đó, không phải vậy nha. Thực sự ra nãy giờ tôi giải thích theo cái cơ chế là áp lực, nhưng mà phần lớn các bệnh nhân COPD hiện tại đang thở máy ở các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh, người ta đều cài đặt trigger lưu lượng hết rồi ha. Và người ta thấy cài vậy nó cũng, tức là đưa bíp bên ngoài lên nó cũng tốt ha. Rồi trường hợp thứ hai, cái này thì tôi xin nói thêm ha, sẵn bạn nói thì tôi xin nói thêm. Đó là trường hợp mình không đo được ô tô bíp vì lý do bệnh nhân thở, có hiểu không? Thí dụ như bệnh nhân của mình không phải đang thở mode kiểm soát, mà bệnh nhân đang thở cái mode hỗ trợ thôi. Thí dụ bệnh nhân đang thở pressure support, bệnh nhân đâu có ngưng thở đâu đo ô tô bíp. Các bạn nhớ nè, ô tô bíp, đo ô tô bíp là bệnh nhân phải ngưng thở ở thời điểm mình đo mới được. Không lẽ mình bệnh nhân đang thở như vậy, mình xin phép người nhà xin phép vợ của ổng, nói cô ơi cô, con sắp sửa con chích cho ổng một mũi mà ổng liệt luôn á, ổng không có thở, để con đo cái ô tô bíp này rồi sau khoảng chừng 2 tiếng ổng thở lại. Thấy không? Mình chích một cái bệnh nhân trợn trắng vậy, hết thở là người nhà là đâm đơn kiện mình liền, hiểu không? Cho nên lúc đó mình phải vẫn phải cho bệnh nhân thở chứ không có làm được. Nhưng mà các bạn nhớ là bíp này là phải là tỉnh ha. Ô tô bíp phải là tỉnh, với ô tô bíp không có động được. Như vậy thì trên lâm sàng mình làm sao? Trên lâm sàng mình phát hiện ô tô bíp cũng giống vậy, tức là giới hạn lưu lượng cũng giống vậy đó. Thì mình nâng bíp lên,
thì các bạn sẽ nâng từ từ 1-2 cm nước mà mỗi chừng 5 phút. Có hiểu không ạ? Rồi các bạn ráng mở to con mắt để mà nhìn xem coi công thở của bệnh nhân nó có cải thiện hay không, thời gian trễ nó có cải thiện hay không, missing trigger nó có bớt hay không. Các bạn có hiểu với tôi không? Nếu mà các bạn thấy từ từ nó giảm bớt thì các bạn coi như là cũng xong của nhiệm vụ của mình á. Nhưng mà thường nó vẫn là gọi là under estimated, tức là các bạn đưa lên nhưng mà không bao giờ dám gì dám đưa lên bằng của tôi biết, đúng không? Không, tự nhiên mình ta đang biết 1 năm, giả dụ đi, bạn nghĩ là trong đầu bạn nghĩ là cái ông này ô tô vip cũng là 15, nhưng mà không thể nào đo được, thì bạn dám tăng lên tới 15 không? Không dám đâu nha. Giỏi lắm tăng lên tới 10. Khi mà tăng tới 10 thì rất nhiều bạn gọi điện thoại hỏi tôi: thầy ơi thầy, em không đo được ô tô vip, em làm gì? Nó thì em tăng từ từ 1-2 cm nước, rồi em theo dõi thôi, theo dõi những dấu hiệu đó, cái nó tăng tới 10 đó. Nói thôi thầy, tới đây em hết dám này. Em hết dám này. À, em tăng tới đây thôi, em không dám nữa, tại vì em sợ tăng cao nữa. Các bạn nhớ nè, bíp ngoài nó sẽ có hại nếu các bạn tăng cái bíp ngoài mà cao hơn ô tô bíp, hiểu ý không ạ? Cho nên vì lý do tâm lý đó, cho nên chúng ta không bao giờ dám tăng cao cao, hiểu không? Mặc dù mình đâu biết nó nhiều, nhưng mà mình tăng thí dụ 5 giỏi lắm lớn tới 10 là hết giá rồi, mình không dám làm nữa. Trong trường hợp mình mò, mình gọi là chẩn đoán mò đó, nhưng mà chắc chắn là bệnh nhân của bạn sẽ được lợi khi gặp một người không dám tăng bíp gì hết, để bíp bằng 5, với lại một thằng nó nhát đi nữa nhưng mà vẫn tăng lên tới 10, thì bệnh nhân vẫn đỡ hơn, cái công thở bệnh nhân vẫn giảm, bệnh nhân vẫn dễ chịu hơn ha. À, có rất nhiều bạn ở các nơi gọi điện thoại cho trời, tôi nghe lời thầy em tăng lên tới 10 mà em hết dám tăng này, nhưng mà đỡ nhiều lắm thầy. Bệnh nhân em giờ thấy thở nhẹ nhàng, thấy khỏe hơn. Ổng còn khen em nữa, ổng nói trời ơi, mấy ngày nay thở mệt thấy bà, bữa nay gặp bác sĩ giờ em khỏe hơn. Thí dụ vậy. Rồi, các bạn có hỏi thêm gì nữa không ạ? Rồi, em. Đâu có nhiều. Bây giờ, ủa cái này mình không biết hả ta? Thường thường đó, tức là khi mình hít vào áp lực lồng ngực mình sẽ âm nha. À, áp lực lồng ngực mình ở cuối thì, tức là của người bình thường á, cuối thì thở ra thì áp lực trong lồng ngực mình sẽ bằng, trong phế nang sẽ bằng không, nhưng áp lực màng phổi nó âm hơn phế nang chút, hiểu không ạ? Rồi bắt đầu khi mình hít vào, tức là cái cơ hoành mình hít vào đó, thì sẽ tạo thành áp lực âm hơn cái số đó. Ví dụ như nó từ -4 nó xuống -6 đi, thí dụ vậy là áp lực trong màng phổi, nhưng mà áp lực trong phế nang thì không, nó xuống -2, -3 gì đó, thì khí nó ngoài đi vô. Bây giờ một người bình thường đang thở máy thì nếu mà không bị bệnh lý gì hết trơn, đường thở thông, phế nang bình thường, thì cái áp lực trong lồng ngực của mình nó sẽ bằng bíp đang là 5. Em đặt bíp 1 năm thì áp lực trong ngực là 5. Rồi bệnh nhân trigger một cái, nhân hít âm xuống 3, thì tức là lúc đó áp lực trong phế nang sẽ là -2. Hiểu ý không ạ? -2, nếu mà đặt trigger sensitivity là -2 so với bíp, tức là -3, tức là nó sâu hơn cái mức trigger thì nó sẽ khởi động một nhịp thở. Nhưng mà bây giờ bệnh nhân đang bị ô tô bíp, áp lực trong phế nang bệnh nhân đang là -12. Bệnh nhân dùng một sức cơ bình thường hít vô thì nó âm xuống 3, nhưng thì lúc đó nó mới có -9 thôi, nó chưa có gặp cái đường trigger sensitivity ở dưới, cho nên mấy cái hít thở bình thường nhẹ nhàng giống kiểu vậy thì nó sẽ gọi là missing trigger, nó không thấy. Giữa máy với bệnh nhân nó có một cái cầu là đường thở đó, mà đường thở tắc nghẽn thì bên này với bên kia nó khác nhau, có hiểu ý không ạ? Một số bệnh nhân á, các bạn hiểu được tới đây chưa? Rồi bây giờ tôi quay trở lại là một cái chuyện cũng khác chút xíu, nhưng mà nó cũng giống như chuyện này, đó là một bệnh nhân mà thở máy theo cái độ pressure control PC nha các bạn ha, PC. Ở khoa tôi đó có những cái bệnh nhân mà nó bị bệnh lý bị hẹp khí quản bẩm sinh, tôi gọi là vascular sling, vascular ring gì đó ha. Các bạn biết cái này không? Có thể các bạn không biết ha. Tức là thí dụ vascular ring là
cái động mạch phổi của bệnh nhân á, thay vì nó đi phía trước khí quản thì tự nhiên nó đi vòng ra phía sau khí quản, hiểu không ạ? Nó tạo thành một cái gọng kìm, nó kẹp cái khí quản lại, làm cho khí quản bệnh nhân nó bị hẹp, hiểu ý không ạ? À, ví dụ vậy thì nó gọi là vascular. Như vậy thì ở đây nè, tức là khí quản bệnh nhân xuống đây nó bị hẹp chỗ này, thay vì cái đường kính nó đều như vậy, nó ra như vậy thì có một chỗ nó bị hẹp hơn, bạn hiểu không? Đó, đại khái như vậy đúng không? Chỗ hẹp hơn mà hẹp cố định nha. Nó khác ông Xuyển với ông CVD, là ông Xuyển CVD mình dùng khí dung giãn khí quản gì, nó chỉ nặng cái lúc mà nó co thôi, lúc nó sưng này nó phù thôi, mình dùng kháng viêm, dùng giãn khí quản hồi nó nở ra trở lại cái nó hết. Còn đứa nhỏ này nó cố định dụ hoài luôn, chừng nào mổ mà cắt cái đoạn đó quăng đi nối là nó mới hết. Thì lúc đó tụi tôi sẽ cho bệnh nhân thở có máy thở PC các chị ha, cho nhân thở máy thở PC. Tụi tôi đặt như thế này, các anh chị nhìn thấy khủng hoảng PEEP là 5, áp lực này 30, từ đây đến đây 30 nè, thậm chí 40 đi, nói đến 40 thì vui luôn, 40 nha, 40, thành ra cái này là 45, các anh chị thấy cao khiếp đảm ha, cao khiếp đảm. Thì tới đó mấy em ở trong khoa tôi không dám đặt nữa. Nhưng mà VT lúc đó chỉ có 4-50 lít bạc ký à. VT rất là thấp. VT không đạt. VT chỉ 4-50 lít bạc ký à. Bệnh nhân ứ CO2 rất là dữ. Thật ra lúc này đó, các anh chị muốn biết chính xác cái driving vector, tức là cái áp lực đẩy vô phế nang đó, đúng không ạ? Thì anh chị đo dùm tôi hai cái. Cái thứ nhất là đo gì? Plateau pressure. Hiểu ý không ạ? Và cái thứ hai là đo dụng total PEEP. Hiểu chưa? Tôi nhấn một cái để đo cái này. Tôi thấy áp lực đường thở nó đang này là 45, tức là PEEP đó, là peak á. Nhưng mà khi mình bấm một cái nó xuống này, ví dụ vậy, nó còn có 25. Anh chị hiểu không? Tức là có nghĩa là thật ra đó thì áp lực ở ngay cái đầu của máy thở á nó là 45. Nhưng mà áp lực ở trong phế nang bệnh nhân có 25 thôi. Như vậy thì ở thời điểm này các bạn có thấy hơi vui vui chút đó, là plateau pressure nó không có cao đến độ là hư cái phế nang. Rồi các bạn bấm, sau khi được cái này nữa, các bạn bấm thêm cái đường dưới này nữa để các bạn biết ô tô bíp nó lại lên đây 10. Các bạn hiểu này chưa? Hiểu không? Cuối cùng bệnh nhân cái VT mà 4-5 lít bạc ký nè, tạo thành nhờ một cái delta P là từ 10 lên 25, tức là có 15 thôi. Các anh chị hiểu không ạ? Và lúc này mình mạnh dạn làm gì? Hả? Mình làm gì để tăng VT lên ạ? Mình làm gì để tăng VT lên cho trường hợp này? Hả? Mình có hai chuyện để tăng. Chuyện thứ nhất là mình làm sao tăng ở phía trên, đúng không? Như vậy thì các anh chị tiếp tục, cái này có thể gì? Có thể lên được, không phải là 40, có thể đặt 45 hay gì đó. Rồi sau đó mình đo lại coi cái P plateau là bao nhiêu. Nhưng mà chuyện thứ hai cũng quan trọng không kém á, là làm sao cho giảm được auto PEEP xuống bằng cách là gì? Bằng cách giảm bớt tần số em. Giảm bớt tần số kéo dài tia ra, đặng cho cái phổi mình nó thoát khí ra bớt. Thì cái auto PEEP này nó sẽ gì? Nó sẽ xuống. Thì bằng cách giảm tần số một hồi đó, thì cái PEEP này không phải là 10 nữa mà chỉ là 7 thôi. Em hiểu không? Cái auto PEEP này, PEEP total này còn 7 thôi. Để tôi tăng cái này lên chút xíu, ví dụ này lên cho đến tôi tìm xem khoảng này khoảng 28 đi, ví dụ vậy. Thì lúc 28 trừ 7 ra nó 21 nó ra VT khá hơn. Thấy không? 670 lít bạc ký. Các bạn hiểu ý không ạ? Đó là cái chuyện mà mình lý luận nha. Tức mình học làm sao cho đến một cái mức độ nào đó thì mình không cần phải đọc sách nữa. Mình vẫn có những cái cách tự mình suy nghĩ để mình sao mình cứu bệnh nhân mình, hiểu không? Chứ sách đâu có ghi. Cái chỗ này mà có ghi trong sách tôi chết liền á, không có. Hiểu ý không ạ? Các bạn tìm cách làm đó. Đó là những cái cách để mình học, cứ học cơ chế thật là giỏi đi, là mình suy nghĩ để làm sao để cải thiện được. Như vậy thì rõ ràng là không phải bệnh nhân có một cái delta P là 40 đâu. Mình đo ra thiệt thì bệnh nhân cái delta P bệnh nhân có 15 thôi. Ha, anh chị thấy ha, rất là đơn giản, mình ấn hai cái nút thôi. Mà ấn bệnh nhân thiệt á là các bạn thấy đã lắm. Nguyên một dàn bác sĩ trẻ đứng làm sao. Ấn một cái plato có 25 thôi, thấy không? Đâu có gì đâu, thấy không? Đâu có cao đâu. Bấm một cái nữa, ô tô bíp lên 10, nó thấy không? Tụi bay giúp thở con chút xíu vậy, thành ra VT nó thấp, đúng rồi. Thấy không? Trời ơi, mấy em nó tâm phục khẩu phục dễ sợ luôn đó. Trời, công nhận xếp dữ thiệt. Đâu có gì học, sách không có nói đâu. Mình học chỉ cần học giỏi cơ chế là được rồi.
Rồi, gì nữa? Hỏi gì nữa? Rồi, cảm ơn em. Hả? Đố chị khó dữ em. Thông thường đó, nói chung là mình đang học một cái cơ chế đúng không? R với C một cái cơ chế thôi, bạn này phối hợp hai cơ chế cũng không sao. Bây giờ tôi nói với các bạn nè, bạn khỏi hỏi với chi rắc rối, tôi chỉ cần nói một cái bệnh thôi là nó có cả hai. Các bạn biết cái bệnh hít phân xu không ạ? Tức là gọi là mass, mass meconium aspiration syndrome ha, tức là hội chứng hít phân xu, tức là đứa nhỏ nó chuyển dạ kéo dài xong nó bị ngạt, cái nó đi phân xu vô trong cái nước ối xong nó lại hít vô trong phổi, đem ra thì cái đường thở của nó là nó hít phân xu trong đó. Nếu mà nó hít nông nông á thì phân xu nó nằm trong đường thở, nó tạo thành một cái vật lạ sẽ gây tắc nghẽn đường thở cho nên R tăng, đúng không? R tăng. Mà nếu mà nó hít mạnh hơn chút á, hay là phân xu nó loãng chút, nó không có bị sệt quá đó, mà loãng thì sẽ hít vô phế nang, mà hít vô phế nang nó cũng làm hư hại sự phát tăng cho nên C nó giảm. Bây giờ mình tính thai không tăng cho trường hợp này đó, nếu xuyển á, R tăng C bình thường đúng không? Hiểu không? Cho nên thai không tăng sẽ tăng, xuyển á, R tăng nhân cho C bình thường thì ra cái này sẽ tăng, vậy thì mình kéo dài T, 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 E ra đúng không? Giảm tần số xuống. Còn nếu mà thai không tăng trong cái người mà bị C giảm mà R bình thường, nhân nhẹ vậy thì ra là thai không tăng gì? Nó giảm, cho nên các chị có thể tăng tần số lên được. Có hiểu không? Vậy phích phân xu nó đang ở phía nào ta? Ông nội ai biết? Tức là mình sẽ phải đo mấy cái chuyện đó. Nếu mình thấy nó đang ở xu hướng nào thì mình sẽ đi theo xu hướng đó, chứ không có công thức. Thành ra là tôi đi dạy cái chuyện hít phân xu á, cái em này cãi nó, trời sao thầy cho tần số cao vậy, còn đi chỗ khác trời thầy tại sao thầy cho bíp thấp vậy, đâu biết nó bị gì đâu. Rồi phải tùy theo từng ca một mình điều chỉnh, và nguyên tắc của mình điều chỉnh là thí dụ muốn tránh bể khí thì mình phải nhìn cái lưu lượng thoát ra coi nó có về được zero không, về được zero tức là hết bể à, thí dụ vậy đó. Đó là cái cách của mình điều chỉnh ngay trên lâm sàng. Bây giờ một bệnh nhân bị xuyển, xin lỗi, một bệnh nhân bị COPD giai đoạn cấp, nó vô với mình với một cái co thắt phế quản rất là dữ, thì mình cài theo chế độ COPD giống như sáng giờ mình nói, đúng không ạ? Nhưng mà ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5 của ổng á là có thể mình dùng thuốc giãn phế quản, Ventolin, Atrovan, rồi chích corticoid này kia vân vân, thì tới ngày đó thì ổng phế quản ổng giãn ra ok rồi đó. Nhưng mà bắt đầu ổng bị viêm phổi bệnh viện, đúng không ạ? C của ổng giảm thì không nhất thiết là mình cái cài theo đúng như ban đầu đâu, mình phải đổi lại, hiểu không? Ăn thua cái lúc đó cơ chế nào là cơ chế chính, hiểu không ạ? Thì lúc mình đổi lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là không nhất thiết phải tê e nó dài cỡ vậy. Các bạn, tôi lấy ví dụ như thế này nè, bây giờ bệnh nhân ứ CO2 phải không ạ? Bệnh nhân bị ứ CO2, các bạn ráng cố gắng làm sao tê e đụng vô đây thì các bạn chỉ được tần số là 15 thôi, VT chỉ được là 300 ml, tức là 60 lít bạc ký thôi, hiểu ý không ạ? Bây giờ tới một ngày đẹp trời nào đó, một ngày đẹp trời nào đó nha, tôi lấy ví dụ nha, bệnh nhân không còn bị co thắt như vậy nữa, mà hiểu ý không? Rồi, bệnh nhân không còn co thắt gì nữa, bệnh nhân nó làm gì? Các bạn thấy gì? Các bạn thấy gì? Trên bệnh nhân này các bạn thấy gì? Các bạn thấy rõ ràng là, khoan từ từ, thấy rõ ràng là gì? Rõ ràng là các bạn đang được dư một khoảng TE vậy nè, đúng không ạ? Thì lúc đó giả sử cái BaCO2 bệnh nhân đang cao, đang 60 đi, các bạn muốn giảm không? Muốn không? Muốn thì bà chứ sao không muốn. Nhưng mà bữa hổm mình không cài được, lý do là co thắt phế quản quá dữ. Bây giờ phế quản nó giãn ra bớt được thì mình làm gì? Mình tăng VT lại được không? Hả? À, tăng VT lại được không? Thử nha. Thí dụ bệnh nhân thiệt như vậy nè, giờ mình thử tăng VT lên, thay vì 300 mình lên 350, enter một cái cốt yếu mình nhìn vô gì hả? Mình nhìn vô áp lực đỉnh có cao không? Dạ. Cái thời gian thở ra này nè, nó có bị giới hạn gì không? Không có, đúng không? Tăng lên 400 nữa thì được không? Ví dụ giả sử tăng lên 400 được không? Ok, ví dụ tăng 400 được không?
vẫn được, các chị thấy không, vẫn được, tại vì nó vẫn còn dư dư TE. Rồi thậm chí mình kéo dài thêm thời gian rút ngắn bớt thời gian TE lại được không? Được chứ ha. Nói chung là mình theo bệnh nhân, mình cứ theo cơ chế để mình làm thôi. Và lúc đó mình có quyền tăng gì? Tăng tần số nè, có quyền tăng VT lên để chi? Để thải bớt CO2 ra chứ giữ nó ứ làm chi. Tức là ngày trước co thắt dữ quá thì VT thấp 6 lít bậc ký, tần số thấp, nhưng mà ngày hôm sau bớt co thắt khí quản rồi thì mới thể cải thiện bằng cách là mình tăng tần số lên, hiểu không ạ? Mình tăng VT lên, đâu ai cấm mình. Không ai cấm mình, tại vì lúc này cái resistance nó cải thiện rồi. Các anh chị nhìn thấy cái lưu lượng nó cải thiện rất là rõ rồi, mình có quyền tăng. Hiểu không ạ? Mình tăng để mình thải CO2 chứ. Hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không? Chứ không nhất thiết là phải cài một số đó mà cố định suốt quá trình bệnh của bệnh nhân. Nha. Học cái này là mới là gọi là học mà cơ bản đó nha. Chứ mình học qua một số cái lần sau, ví dụ qua ngày mốt mình cứ để tần số 12 ngày 2 hoài, mình nói tại vì học thầy đó ổng nói là 12 đó, hôm nào mà tăng lên 15 là ổng cứa cái đầu tầm 7 không. 12 là lúc cực kỳ khó khăn không? Hiểu không? Chứ không lẽ hồi mình đói mình ăn bo, giờ mình giàu rồi ăn bo hoài mình mới đổi món chứ, đúng không? Đó, mình có cái bệnh nhân cải thiện là mình thay đổi liền nha, mình thay đổi VT liền tốt hơn ha. Mắc gì mình phải xài cái VT cũ. Rồi bạn khác đi ạ. Bây giờ nếu mà các bạn không có gì thắc mắc, hay hoặc là các bạn có thắc mắc thì các bạn hỏi trực tiếp cũng được. Các bạn nghỉ với Lao 10 phút thôi nha. 10 phút mình sẽ vô cái bài AIDS, cái bài tương đối nó dài ha. Cho nên mình sẽ nói nhiều hơn chút. Chất đó chỉ riêng có một cái máy thở mà ở nhiệt độ 1 vẫn còn xài, đó là máy Newport ha. Tên nó là Newport ha. Newport ha. E150. Cái máy này không biết bên bên này mình còn không. Nhưng mà mình đặt trigger đó, áp lực là trigger nó true. Trigger nó true, tức là nó, ví dụ mình đặt bếp là 8 đây ha, thì mình sẽ dặn trigger này lên là 6. Dương 6 á, thì có nghĩa là âm 2 so với bếp. Hiểu không? Rồi lâu lâu buồn các bạn tăng bếp lên 10, mà các bạn quên chỉnh cái trigger này thì nó có nghĩa là lúc đó đang là âm 4. Hiểu không? Cho nên quá rắc rối đi. Thành thử ra tất cả các hãng máy thở bây giờ người ta sẽ không có cái chuyện mà trigger true nữa, mà người ta gọi là trigger ha, sensitivity ha. Sensitivity ha, sensitivity gì đó. Nó viết luôn là below beep. Tức là trigger này nó sẽ đi theo beep. Thì các bạn tăng beep lên thì trigger đi theo. Hiểu không ạ? Trigger sẽ đi theo. Thật ra mình đừng có lo. Mình không có còn lo, mình là lo sợ là mình quên dặn trigger theo nó ha. Rồi các bạn có hỏi gì thêm không? Nếu hỏi gì thì chúng ta sẽ qua AIDS ha. À, bây giờ đây là một cái chương theo tôi nghĩ chắc có lẽ là nó cũng rất là hấp dẫn đối với bệnh viện mình. Đó là bởi vì bệnh viện mình là cái bệnh viện mà nhiễm trùng nhiều, cho nên cái phổi viêm rất là nhiều. Và chắc chắn là trong cuộc đời của mình á, là ít nhất có một lần mình sẽ gặp một bệnh nhân mà cái phổi nó như thế này, đúng không? Và mình lao đao vì lý do là SpO2 và PaO2 của nó cứ tuột tè le tắt lét mà kéo hoài không lên, đúng không? Đó là cái mà mình thường gặp hơn COPD luôn á, tức là cái phổi mà nát bấy, mình kéo hoài SpO2, PaO2 nó không lên. Thì mình học cái chương này. Cái chương này á gọi là thở máy nhân ARDS, nhưng mà vẫn có thể áp dụng cho thở máy bệnh nhân bị viêm phổi, vẫn có thể áp dụng cho bệnh nhân thở máy bệnh nhân bị ngạt nước, vẫn có thể cho áp dụng thở máy bệnh nhân bị phù phổi cấp, ví dụ vậy. Nguyên tắc nó giống nhau nha, nguyên tắc nó tương đương nhau. Thì sơ sơ một chút xíu thì cái ARDS nó được phát hiện vào năm 1967 do cái ông Ashford này nè. Ông viết đăng cái bài đầu tiên trên Lancet đó là ARDS á. Tới năm 1994 thì có một cái hội nghị đồng thuận của Á Âu, trên lỗi,
Âu Mỹ ha. À, về ARDS ra mới ra được cái gọi là định nghĩa, rồi cơ chế bệnh sinh, rồi cách điều trị sao. Thì hầu hết các nghiên cứu sau năm 1994 thì người ta sẽ lấy cái tiêu chuẩn của Hội nghị Đồng Thuận năm 1994. Tuy nhiên tới 2012 đó thì lại có một cái hội nghị mới hơn. Cái này là nó nhiều nhà nghiên cứu hơn, tổ chức ở tại Berlin, cho nên là nó gọi là định nghĩa Berlin 2012. Và sau 2012 tới giờ thì người ta xài theo định nghĩa Berlin ha. Định nghĩa của năm 1994 á, thì các bạn để ý là nó gồm có hai cái loại là ALI với lại ARDS. Thì cho đến hiện tại theo định nghĩa của Berlin á, thì nó không có ALI nữa, mà người ta sẽ chia cái mức độ nặng của ARDS á, là thành 3 mức độ. Mức độ nhẹ thì PaO2 trên FiO2 từ 200 đến 300, trung bình là từ 100 đến 200, và nếu mà dưới 100 thì nó nặng. Thì đây là cái chỉ số mà các anh chị phải tập làm quen. Hồi trước tới giờ đó nha, mình khi mà bệnh nhân nó đưa cái kết quả khí máu về đó thì mình chủ yếu là mình chỉ coi cái PaO2 nó nhiều thôi, hiểu ý không ạ? Thường thường là vậy. Thế mình thói quen là mình cứ coi cái chỉ số là nhiều. Giờ mình thấy một bệnh nhân mà PaO2 trả về mình là 60, với bệnh nhân PaO2 trả về mình là 100, thì trong đầu mình nghĩ là cái đứa 100 là nó tốt hơn cái đứa 60, có hiểu ý không ạ? Nhưng mà mình quên là bệnh nhân mình đang cài FiO2 là bao nhiêu ha. Thì các bạn để ý, tôi lấy ví dụ như là một cái PaO2 là bằng 60, như mình 60% á, nhưng mình cài FiO2 thấy không ạ, 60 như cái thủy ngân ha, như mình cài FiO2 90%, ví dụ vậy, thì nó có khác cái đứa mà Pa 40%, PaO2 mà 100 mà mình cài FiO2 60% không? Muốn biết nó khác nhau không, chúng ta chia. Các bạn nhớ là 40% bằng 0.4 ha. À, 60% bằng 0.6. Thì như vậy mình sẽ có chỉ số là 60 chia 0.4 ha, sẽ bằng 150, đúng không ạ? Còn 100 chia 0.6 9 66 ha. À, vậy thì thằng này nó tốt hơn đúng không? Thằng này nó tốt hơn, thằng này tốt hơn, thằng này tốt hơn, thằng này chút. Ví dụ vậy đó. Ý là nói cho các bạn biết là cái cách vậy. Thì tôi không biết các bệnh viện của các anh chị nó như thế nào. Như bệnh viện tôi đó, khi mà mình đi thử cái trong máu thì bắt buộc mình phải ghi FiO2 vô trong cái phiếu đo khí máu. Thì lúc đó bên cái phòng xét nghiệm người ta sẽ nhập cái chỉ số FiO2 vô, và cái phiếu mà trả về mình thì nó có cái chỉ số P trên F, tức là PaO2 trên FiO2 luôn, hiểu không ạ? Cho nên là cái này cũng khá là quan trọng ha. Rồi bây giờ chúng ta có thể chúng ta học thêm là ARDS tại phổi là ngoài phổi gì đó ha, cái đó là tùy các anh chị đọc thêm đi nha. Cái này thì tôi sẽ dừng lại một chút xíu. Cái lần đầu tiên người ta nghiên cứu về ARDS á, thì cái tiêu chuẩn mà chẩn đoán ARDS là phải có viêm, đó là tổn thương mà gọi là thâm nhiễm phổi đó, lan tỏa hai phế trường. Thì đây là lan tỏa hai phế trường đúng không? Hai phế trường, à, đây cũng có, đây cũng có. Lúc đầu người ta nghĩ là cái tổn thương này nó gần như là nó đồng nhất với nhau ha, gần như đồng nhất. Cái hồi năm 1994 người ta không hề nghĩ cái chuyện mà tổn thương mà nó không đồng nhất, ta nghĩ là nó đồng nhất vậy đó. Nhưng mà tới cũng có nhiều ông trên thế giới này, ông cũng khùng thấy bà luôn. Chứ hạn gì cái ông Gattinoni này là một trong những ông khùng nè. Bệnh nhân ARDS đi chụp CT, thay vì ý mình nói là chụp X-quang được rồi phải không, tự nhiên đi chụp CT làm gì. À, nhưng mà nhờ chụp CT ông mới phát hiện ra là chụp CT á, thí dụ cái hình số 1 này là cái nhát cắt ngang đây nè, là đỉnh phổi đó nha. Rồi hình số 2 là ngang giữa phổi, và hình số 3 là đáy phổi. Thì khi mà chụp thì ổng mới phát hiện ra là trong ARDS thì nó không có đồng nhất.
cái vùng sau lưng này nè thì nó rất là nặng, nó đông đặc luôn, đúng không ạ? Còn cái vùng phía trước ngực, tức là phía đằng trước đó, thì nó lại không khí tốt. Mà hiểu ý không ạ? Không khí tốt. Sau này á là người ta mới gọi là nghiên cứu kỹ hơn về chuyện đó, thì người ta thấy rõ ràng một cái phổi của một bệnh nhân mà ADHD thì nó có 3 vùng. Vùng thứ nhất là vùng phía dưới nè, là vùng hầu như là không thông khí, tức là không có tham gia trao đổi khí nữa. Đây là những vùng mà nó gọi là atelectasis, tức là xẹp phổi, hoặc là gọi là đông đặc phổi ha, đông đặc phổi nha, không tham gia trao đổi khí nữa. Vậy các anh chị thí dụ như cái nó phổi nó có 100% thể tích thì hết 30% là nó nằm phía dưới đáy phổi, tức là bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa thì nó sẽ là ở vùng phía sau lưng. Cái vùng này người ta gọi là vùng phụ thuộc đó, tức là cái vùng phổi thấp á, vùng thấp là nó không có trao đổi khí nữa, nó bị xẹp. Cái vùng mà phía trước ngực, tức là vùng bệnh nhân nằm ngửa thì cái vùng nó nằm phía trên cùng vẫn còn trao đổi khí tốt, và nó nhận hết cái thông khí vô nó. Ví dụ giả sử mình cho 10 lít bạc ký đi, thì thằng này không xài, không xài ai xài, thằng này xài, đúng không? Hồi mình đã thấy hậu quả của chuyện đó nha. Rồi còn những cái vùng phía giữa đó là những cái vùng mà người ta gọi là thông khí kém. Kém nghĩa là sao? Kém nghĩa là thì hít vào, cuối thì hít vào thì lại phồng lên được, nhưng mà chuyển qua thì thở ra thì lại xẹp. Tức là khi xẹp khi mở thì nó gọi là đóng mở có chu kỳ. Đây là những cái từ mà các bạn đọc sách các bạn phải hiểu nó nha. Ví dụ người ta nói là trong phổi bệnh nhân ADHD sẽ có những vùng không trao đổi khí, đó là nông aero gì đó ha, thí dụ gì đó, mình đọc mình không hiểu, nó là xẹp phổi gì đó, có những vùng xẹp mở có chu kỳ này kia nọ, thí dụ như mình đọc mình thấy rắc rối nhức đầu quá, nhưng mà có nghĩa là thì hít vào thì nó mở ra, thì thở ra nó xẹp. Đó đó là cái người ta, sau khi ta tìm được cái này thì ta thấy sáng tỏ được rất nhiều vấn đề nha. Sáng tỏ vấn đề là gì? Là trước khi người ta phát hiện ra chuyện đó, là người ta lấy một cái mốc là năm 1990 đó, thì người ta cho bệnh nhân ADHD thở máy với một cái VT cao nhưng mà cái VIP nó thấp, đúng không ạ? Sau khi phát hiện ra chuyện đó thì cho VT thấp cái VIP cao. Tại sao vậy? Tại vì người ta mới phát hiện ra cái sai lầm ở chỗ đó. Sai lầm cái thứ nhất á là VT cao. Cái VT cao này nè các anh chị, tức là mình bơm vào phổi bệnh nhân với một cái VT lớn. Các anh chị nhớ, sau này người ta muốn nghiên cứu ra, người ta thấy là một cái VT của một người rất là bình thường, không có bị bệnh lý gì ở phổi hết trơn á, là VT là 70 lít ký nha chị nha. VT sinh lý là 70 lít ký. Nhưng mà hồi đó đó, người ta giúp thở bệnh nhân với là một cái VT là 10 tới 12 lít ký. Nếu mà cái phổi bệnh nhân không có bị bệnh gì bất cứ một phần nào hết thì cái số đó nó cũng rất là lớn rồi. Có hiểu ý không ạ? Nhưng trong cái vùng phổi của ADHD thì nó có những vùng mà không có nhận khí nữa, nó không xài, không còn xài được nữa. Vậy thì nó đổ hết vô cái phần gì? Cái phần phổi mà đang thông khí bình thường, đúng không ạ? Làm cho cái phần phổi đó phế nang nó căng rất là dữ dội, và nó căng quá mức, nó gọi là over distension á, thì nó sẽ vỡ ra, nó sẽ bị tổn thương rách, vỡ. Hiểu ý không ạ? Thì cái tổn thương cái kiểu này nè, do VT cao đó đó, thì người ta gọi là over distension. Nếu mà do áp lực đường thở rất cao, tức là barotrauma, ví dụ nó vỡ ra một cái thì nó bị tràn khí màng phổi, thì là barotrauma. Còn nó theo cái kiểu là chỉ có căng lên rồi căng nứt, căng bóng lên đó, thì nó gọi là volutrauma, tức là thể tích quá cao. Thì đầu tiên người ta nghĩ là barotrauma, áp lực cao. Nhưng mà sau đó người ta mới tìm ra được là không phải là barotrauma là cái chính, mà chính volutrauma mới là cái chính. Thì từ đó người ta mới giảm được VT xuống. Anh chị hiểu ý không ạ? Ta thực nghiệm ta thấy vậy. Vậy thì nguyên nhân mà gây overdistension là do thể tích cao quá. Cái nguyên nhân thứ hai là chúng ta bị cái VIP thấp. Như hồi sáng nói đó, nếu một người bình thường, cái phổi bình thường không có vấn đề gì đó, thì khi mình cho bệnh nhân thở máy đó thì mình phải đặt VIP bằng 5 để cho phế nang đừng có bị xẹp lại trong cuối khi thở ra. Nhưng mà đối với một cái phổi mà bị ADHD hay là viêm phổi nặng đó, thì nó bị viêm, bị phù nề cái hàng rào mạch phế nang rồi,
Cho nên là biết bằng năm nó cũng vẫn không đủ. Không đủ nghĩa là gì? Ở cuối thì sẽ ra vẫn xẹp. Vì hiểu chưa? Cuối sẽ ra xẹp rồi bắt đầu thì hết vào đó lại thì máy nó phổi nó bơm lên một cái thì cái khả năng lại phồng lên. Nhưng mà cuối thì ra nó lại xẹp lại. Khi mà xẹp thì hai cái thành nó dính lại nhau. Và khi nó phồng lên vậy thì nó cái tổn thương nó gây là xé rách cái nang. Nó giống y hệt như là cái bánh tráng mà chúng ta nhúng nước xong rồi chúng ta gỡ ra không? Gỡ ra thế nào cũng rách đúng không? Gỡ ra thế nào cũng rách. Làm nhiều lần nó sẽ rách. Thì cái tổn thương mà cái kiểu này đó thì hiện tại bây giờ người ta gọi là atelectoma. Atelectoma tức là tổn thương do bị xẹp. Bị xẹp tức là bíp nó thấp quá nó xẹp. Như vậy thì khi mình giúp thở bệnh nhân theo kiểu cổ điển đó, mình có hai cái làm cho bệnh nhân nó nặng hơn, đó là chúng ta giúp thở bằng một cái VT cao quá và chúng ta giúp thở một cái bíp thấp quá thì nó sẽ gây ra tổn thương tại phổi bệnh nhân. Nói chung á là bệnh nhân hồi xưa mà chết á thì do hai chuyện, một là do cái bệnh nó nặng quá nó chết, thứ hai là do bác sĩ cài đặt sai phụ quả thêm cho nên mau chết hơn, hiểu ý không? Cho nên mau chết hơn. Do đó thì cái vùng nè mà xẹp này nè ở dưới cùng này nè thì nó không có thông khí rồi. Thì sau khi bệnh xong á thì cái vùng này nó còn sống sót. Thằng không làm thì lại sống mới chết chứ. Còn cái thằng mà làm nhiều nhất là thằng này nè. Thì nó nhận hết tất cả khí vô nó thì nó bị over retention. Có hiểu ý không ạ? Lấy ví dụ nha. Ví dụ như khoa anh chị có 10 người đúng không? Bình thường có 100 bệnh, 10 người mỗi người khám 10 bệnh đúng không? Bây giờ có 3 người nghỉ hậu sản ha, nghỉ hậu sản nằm ở nhà chờ queo cho con bú thôi là không làm mà coi như nghỉ rồi đó, hiểu không? Còn lại ba thằng kia thì đi học chuyên khoa ở trường đại học y dược, sáng thì vô khám sơ sơ xong giọt qua đại học y dược ngồi học, hiểu không? Tối trực thôi, hiểu chưa? Còn lại 4 thằng làm thấy mẹ luôn, thì mấy thằng đó bị overtension thế nào cũng bị bệnh trước đúng không? Mấy thằng mà ở nhà làm đó là mấy thằng bị bệnh trước đó. Cho nên là sau khi cho bệnh nhân thở máy tan nát vì nhiều ngày đó thì quay ngược lại cái vùng phổi bị tan nát nhiều nhất là cái vùng phổi mà phía trên, tức là vùng phía trên này là hồi trước nó bình thường nè là nó chết trước á nha. Cho nên là ở trong khoa là mấy người mà chịu khó siêng năng á làm lụng đó thì chết trước, bắt đầu tới mấy thằng làm biếng. Sau khi mấy thằng làm biếng á, mấy thằng siêng mà chết hết mới tới mấy thằng làm biếng. Và cuối cùng mới là cái thằng mà không làm gì cả thì chết sau cùng. Là trưởng khoa đó, trưởng khoa không làm gì cả, chết sau cùng. Rồi. Mà người ta thưa, thường thường lâm đơn thưa, tao có thưa trưởng khoa đâu. Tao thưa mấy người làm không à. Cho nên trưởng khoa là không bao giờ bị kỷ luật. Đâu có sai đâu bị kỷ luật, tại có làm đâu sai. Ý nói tôi á. Rồi, tiếp tục. Như vậy thì các anh chị thấy nè, đây là cái sơ đồ gọi là vi ly. Vi ly tức là tổn thương phổi do máy thở ha. Tổn thương phổi do máy thở thì nó có, thứ nhất là bệnh nhân bị áp lực cao quá, thể tích cao quá thì gọi là barotrauma, volutrauma. Rồi, bệnh nhân này xài bíp hoặc là thấp quá cho nên nó bị xẹp lại hoài, nó gọi là atelectoma. Hai cái này nó gây ra tổn thương tế bào phế nang. Khi mà tổn thương phế nang thì phế nang nó mới tiết ra những cái cytokine. Những cytokine này đi vào tuần hoàn, nó đi đến những cơ quan khác, đi đến những cơ quan khác. Nó gây tổn thương tiếp tục, nó gây ra suy thận, nó gây ra suy tim, nó gây ra rối loạn đông máu, nó gây ra suy gan, đủ thứ tùm lum la hết. Cái thứ ba này nó gọi là biotrauma. Tức là tổn thương này do mấy cái chất, hóa chất từ cái vùng này nó phóng thích ra. Nói chung là mình cho bệnh nhân thở máy theo kiểu cũ đó thì mình thấy là 2-3 bữa sau bệnh nhân bị suy, cơ quan nào cũng suy hết trơn, hiểu ý không ạ? Thì nó không phải là tại vì cái phổi nó suy không, mà nó tiết ra những cái cytokine làm cho các cơ quan khác cũng bị suy theo, nó gọi là biotrauma. Và những bệnh nhân nặng thường thường mình phối hợp thêm, mình truyền dịch nhiều quá nè, mình lọc máu rồi mình truyền máu rồi mình đủ thứ làm cho nó nhiễm trùng thêm, hiểu ý không ạ? Là nó chết trong một cái bối cảnh rất là hỗn hợp, đủ thứ hết, có bác sĩ trong đó, có tại cái bệnh của nó nữa nha. Để giải quyết chuyện này đó thì các anh chị nhớ là chúng ta sẽ dùng một cái chiến lược gọi là chiến lược bảo vệ phổi. Trong cái chiến lược bảo vệ phổi này, các anh chị nhớ là nó có một cái chữ nữa là first do no harm, tức là có nghĩa là trước tiên
đừng có hại bệnh nhân. Cái câu này nghe nói nặng nề quá. Tức là tất cả những cái điều mà mình muốn cho bệnh nhân tốt á, nó trở thành là hại bệnh nhân. Ví dụ như là mình cài đặt VT cho ngon lành, không FEV2 cho cao đó, thì nó hại bệnh nhân đó. Thành thử ra người ta nói là một, có một cái chiến lược bảo vệ phổi. Thì chiến lược bảo vệ phổi này gồm có bao nhiêu thứ ha, các anh chị xem. Thứ nhất là để cho bệnh nhân đừng có bị polytrauma với barotrauma đó, tức là đừng có bị over distension đó, thì các anh chị sẽ sử dụng một cái thai đo volume thấp 6 lít bạc ký theo cân nặng lý tưởng nha. Và thứ hai là phải đảm bảo được cái plateau pressure dưới 30 cm nước. Đó là chiến lược thứ nhất. Nhưng thứ nhất là đừng có để bị barotrauma, polytrauma, thì VT phải thấp và áp lực plateau không quá 30 ha. À, chiến lược đó dễ hiểu đúng không? Chiến lược thứ hai là giảm thiểu cái atelectoma bằng cách là, thứ nhất là những cái vùng phế nang mà nó đã nằm im hồi nãy giờ đó, nó không chịu làm việc đó, chúng ta tìm cách để quy động để cho nó quay trở lại nó làm việc. Nó gọi là recruitment maneuver, tức là thủ thuật quy động phế nang, hiểu không? Và thứ hai nữa là làm sao mà dùng một cái bíp nào đó mà nó đừng có bị xẹp phế nang lại, nhưng nó không ảnh hưởng tới tuần hoàn, không ảnh hưởng những cơ quan khác, thì cái bíp đó gọi là bíp tối ưu. À, đó là chiến lược thứ hai. Chiến lược thứ ba, người ta cũng thấy là rất nhiều bệnh nhân ARDS á, các anh chị không còn biết cách nào để mà làm tăng được PO2 lên, thì các anh chị tăng cái PO2 đó rất là cao, 60, 70, 80, 90% hoài, thì nó sẽ sinh ra những chất oxygen hóa. Những chất oxygen hóa đó tự bản thân nó tàn sát cái phổi. Cho nên là người ta kêu là hạn chế sử dụng FeO2 mà trên 60%, tức là ráng cố gắng duy trì từ 60% trở xuống thôi. Đó là chiến lược thứ ba, giảm thiểu nguồn độc oxy. Và một cái chiến lược rất là lạ lùng là chấp nhận mục tiêu thở máy nằm ngoài giới hạn bình thường. Tôi lấy ví dụ nha. Ai mà gắn bệnh nhân vô máy thở thì đều muốn một cái PaO2 tốt là từ 80 mm thủy ngân tới 100, đúng không? Thậm chí cao hơn 100 càng tốt, đúng không? Mình nghĩ trong đầu mình vậy đó. Vậy là mình thương bệnh nhân. Nhưng mà ở trong bệnh nhân ARDS thì nó tổn thương phổi rất là nặng rồi. Cho nên các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu đó phải nói là cực kỳ khó. Các anh chị phải sử dụng VT cao, các anh chị phải sử dụng tần số thở cao, các anh chị phải sử dụng bíp cao, FeO2 cao, sử dụng cao hết. Và chính những cái cao đó thì nó làm cho bệnh nhân bị chìm xuồng trước khi tới bến. Chưa có cập bến được là đã chìm xuồng rồi, bệnh nhân chết giữa chừng rồi. Chết là do mấy thông số mình cài đặt đó. Hiểu không ạ? Vậy thì đổi chiến lược lại là PO2 từ 55 đến 80 thôi. Có nghĩa là mình không cần phải sử dụng những cái thông số thật là cao, tại vì mục tiêu mình đã hạ xuống rồi. Hiểu không ạ? Thì bệnh nhân lại sống. Hiểu không ạ? Hoặc là ví dụ PaCO2, ai mà thở máy thì cũng đều muốn một cái PaCO2 từ 35-45. Nhưng mà người ta trong ARDS là chấp nhận 60 cũng được, 70 cũng được, thí dụ vậy đó. Miễn làm sao cho bệnh nhân đừng có bị toan chuyển hóa và toan hô hấp quá mức, tức là pH nó đừng có thấp quá mức là được rồi. Thì nhờ mình chấp nhận cái mục tiêu mà nằm ngoài hơn bình thường vậy đó, thì bệnh nhân lại có thể cập bến một cách an toàn được. Có hiểu ý không ạ? Tức là mình đừng có đòi thật là tốt, mình cỡ vừa vừa thôi. Hồi cái bài này sẽ nói sao nha, cái phần này sẽ nói sao. Thì chúng ta vô đầu tiên, nhất là để tránh over distension thì lặp lại nè, VT thấp và P plateau thấp. Để tránh atelectoma thì phải sử dụng bíp giữ cái phổi nó đủ để mở. Để tránh cho atelectasis thì mình phải mở phổi ra. Đó, đó là những cái chúng ta sẽ bàn tới ở đây. Đầu tiên là chúng ta nói tới cái thể tích khí lưu thông á. Thì thật sự ra tới năm 2000 đó, năm 2000 thì người ta mới làm được một cái nghiên cứu mà gọi là ACT mà đa trung tâm. Nó đăng trong tạp chí New England ha. Đây, New England năm 2000 là nguyên cái nhóm nó gọi là ARDS Network, nó làm ở mấy chục trung tâm khắp thế giới. Người ta so sánh hai cái nhóm, một nhóm là dùng một cái thể tích khí lưu thông là 12 ml bạc ký và nhóm còn lại là dùng thể tích khí lưu thông là 6 ml bạc ký. Thì tất cả thông số còn lại giống nhau hết. Và người ta làm cho đến khoảng chừng 800, hơn 800 bệnh nhân là hai cái nhóm này có khác biệt rồi, nhưng người ta không làm tiếp. Tức là ví dụ người ta dự kiến kế hoạch người ta là làm 1000 bệnh đi, nhưng người ta làm mới 800 mấy là đủ rồi, đủ để kết luận nè, cho nên người ta không làm tiếp. Hiểu ý không ạ? Thì hai cái nhóm này nó khác biệt nhau. Thứ nhất là về cái tỷ lệ tử vong.
Cái nhóm mà 12 ml và ký là tử vong gần 40% ha. Nhóm này tử vong khoảng 30%, tức là nó giảm được tỷ lệ vong, tính theo cái tỷ lệ này đó là giảm được khoảng 20%. Đó, tức là nó giảm cái số người tử vong giảm bớt được 20% so với làm theo cách cũ nha. Dĩ nhiên ý tôi nói là gì, các anh chị hiểu được cái chuyện nào, tức là không phải 12 ml bạc ký thì chết hết, mà không phải 6 ml bạc ký là sống hết, hiểu không? Nhưng mà nó giảm được có ý nghĩa, có hiểu này không? Đó, thì sau cái này rồi đó thì tất cả người ta dồn vô cái chuyện là VT trở nên là còn 6 ml bạc ký hết, tức là sau năm 2000 nè là chuyển đổi thành VT 6 ml bạc ký hết, các anh chị có hiểu không? Đó, thành thử ra là tức là nhóm 6 ml bạc ký người ta thấy là giảm thì đi dông ha, giảm suy đa cơ quan luôn nha. Như vậy thì chúng ta phải cải thiện cái đầu chúng ta chút xíu. Ta nhớ là ngày xưa chúng ta vẫn thường xuyên xài một cái VT 500 ml bạc ký cho tất cả mọi người đúng không? Cái này là quen quen á. Tại vì những anh mà lớn lớn giống như tôi đó thì ảnh lúc mà tối mà đi nhậu ổng mới nói thiệt. Nói thiệt là tôi nói thiệt với anh á. Tới cái ngày anh đi xuống đây anh nói tôi mới biết là phải cài một cái VT khác á, chứ hồi đó tới giờ tôi làm mấy chục năm là bệnh nhân nào vô tôi cũng để VT 500 hết trơn. Nó cũng giống như là hồi xưa mình phát gạo rồi đó, không cần biết bự con nhỏ con, người nào cũng 13 kg à. Đúng không? Đúng không? Chị này chỉ gật đầu á. Hồi đó là gọi là bao cấp phải không? Nhưng mà bộ đội được 17 kg nha. Còn hôm tôi mới đi dạy bệnh viện quân y ông nói tôi luôn 17 kg là tại tôi bộ đội tôi phải ăn nhiều. Hơn dân thường là được 17 kg, còn dân thường được 13 kg thôi. Mà bất kể mập ốm, cao thấp hay là nam nữ gì cũng 13 kg bằng nhau. Vô lý, dễ sợ ha. Rồi. Như vậy thì bây giờ nó tiến triển đến mức là chúng ta phải là 6 ml ký mà theo cân nặng gọi là dự đoán nha. Cân nặng dự đoán hả chị ha? Cân nặng dự đoán là tính theo chiều cao đúng không? Rồi mà 6 thôi chứ không phải 10 nữa ha, chúng ta giảm xuống. Vậy thì để mà có được cái chuyện này đó thì các anh chị phải cập nhật liền cái bản này giùm tôi. Đó là cái niềm mong ước. Nếu một ngày nào đẹp trời nào đó tôi đi tới một cái khoa nào đó, tự nhiên tôi gặp một bạn nào đó, bạn nói ư dạ bữa hổm em gặp thầy ở học cái thầy ở nhìn chợ quán, tôi hỏi đâu cái bản này đâu, chỉ ra ngay bàn đó nè, em in em để đây nè, là tôi rất là vui thiệt á. À, trong cuộc đời tôi không còn phước đức nào mà nhiều bằng khi mà thấy được cái chuyện đó thiệt. Giờ các chị vô đừng có hỏi cân nặng nhiêu, đúng không ạ? À? Hỏi nó mấy chiều cao là bao nhiêu, ví dụ chiều cao đúng không 1m75 đó, 1m75 chiều cao 1m75 đúng không, 6 ml/kg kéo vào đây 425 ml, cài bốc lên máy liền, hiểu không? Máy dỏm, máy hiện đại gì cũng cài được hết trơn á, không có rủ các anh chị mua cái máy này đâu, tại máy này nó tính được cân nặng lý tưởng đúng không, mà đâu cần, mình chỉ hỏi chiều cao nhân nó ra cái ml bạc ký rồi, hiểu ý không ạ? Làm cái này đi nha. Cái thứ hai, ông này nhiều chuyện nè, ông này không có cái chuyện là gì, tức là hồi 2000 đó, năm 2000 thì cái RDS Network đó khuyên tất cả mọi người là cài VT là 6 ml bạc ký. Ổng nói ok, VT 6 ml bạc ký được rồi. Nhưng mà bắt đầu ổng về nhà ổng làm đó thì ổng thấy là ủa sao ổng cũng xài 6 ml bạc ký nhưng mà có những bệnh nhân thì cái P plateau nó rất là cao, còn những bệnh nhân thì P plateau rất là thấp. Phải không ạ? Thì bắt đầu ổng mới lấy 30 bệnh nhân. Ổng đi CT hết. CT hết. Sau đó ổng về ổng cho thở máy thì ổng mới phát hiện là có 20 bệnh nhân, tức là 2/3 của số bệnh nhân của ổng đó thuộc nhóm A, tức là nó không có bị căng quá mức phế nang. Tức là các anh chị nhìn lên đây nha, tôi giải thích cái này chút xíu. Những cái vùng phổi màu xanh xanh lá mà sáng sáng này nè là vùng phổi bị xẹp à, còn vùng phổi màu vàng này nè là vùng phổi mà khi mở khi xẹp, nó gọi là đóng mở có chu kỳ đó. Vùng phổi màu xanh này nè là thông khí bình thường, và những vùng phổi có cái chấm chấm đỏ đỏ này nè là những vùng phổi mới bị over distension. Các anh chị hiểu ý không ạ? Như vậy thì đối với những bệnh nhân mà cái phổi xẹp nó rất là ít, nó chỉ chiếm 1/5, 1/6 của cái này nè, thì cuối thì hít vào, ở đây mình không thấy nhiều cái chỗ bị over distension với 6 ml/kg. Nhưng mà nếu cái vùng phổi xẹp này nó chiếm 1/2 thì những vùng phổi còn lại này nè cuối thì vào nó bị over distension rất là nhiều. Và những cái ca này nè, ổng đi thử cái cytokine trong máu á nha. Khoan từ từ coi có ột chết rồi, mất tiêu rồi.
Nó có một cái bảng gọi là những cái cytokine trong máu. Thì cái nhóm mà nó có cái này nè các anh chị, tức là nó có cái chấm chấm này nè, hiểu ý không ạ? Thì bên này nè, những cái cytokine nó rất là cao, nồng độ cytokine rất là cao, giờ IL-6 alpha, xin lỗi, TNF alpha rồi đó, nó rất là cao, chứng tỏ là overtension là có thiệt trên hình ảnh, và về mặt sinh học những cái mặt cơ như là cytokine nó cao thiệt, có hiểu không ạ? Và thở máy nó cũng chết nhiều hơn cái nhóm bên này. Như vậy thì 6 lập ký đối với bên này là bình thường, nhưng bên này là không bình thường rồi, hiểu ý không ạ? Thì ổng tìm hết tất cả những dấu hiệu gì để mà biết cái nhóm bên này nó có gì bất thường hay không. Thì ngoại trừ có một cái thứ duy nhất là platelet của cái nhóm bên mà gọi là ít bảo vệ đó, bên mà bị phổi xẹp nhiều đó, thì cái platelet nó cao. Còn bên phía mà bên này á, thì cái platelet nó lại thấp. À, vậy thì sau khi ổng mò hết cái này đó, thì cuối cùng á, cái nhóm AN Network nó mới khuyến cáo là với bệnh nhân ADHD á, thì platelet không được quá 30, 29, 28 trở xuống thì được, nhưng không nên 30 trở lên. Các anh chị hiểu không? Như vậy thì quay trở lại cái chuyện này ha. Quay trở lại chuyện này tức là làm sao mình biết được platelet. Quay trở lại chuyện như hồi sáng mình đã nói. Tất cả những bệnh nhân mà đã gọi là ADHD rồi ha, PaO2 trên FiO2 mà dưới 300 đó, thì bắt đầu mình sẽ cài vô máy thở là VT là 6 lít bạc ký. Ok chưa? Sau khi mình cài 6 lít bạc ký rồi thì các anh chị chịu khó làm gì? Chịu khó ấn cái nút Inspiratory Horn để làm gì? Để tìm cái platelet bao nhiêu. Nếu lúc đó platelet vẫn còn dưới 30, tức là 25, 26, 27 gì đó đại khái, thì thôi, đúng không? Thì thôi. Nhưng mà nếu giả sử mà nó cao tới 30 thì mình làm gì? Giảm VT xuống, giảm thêm. Tức là ví dụ lúc đó ví dụ cái ca này chúng ta 60 ký đi, 6 lần 8 48. Ví dụ xin lỗi, 6 lần 6 36, cài VT là 360 nha. Có 350, có 375, mình cho 350 đi. Nhưng mà bệnh nhân này bị ADHD. Bệnh nhân ADHD thì tôi cột cho ổng mấy cộng dây thun thì thành ra ADHD liền, đúng không? Rồi, đây là một bệnh nhân ha, đây là một bệnh nhân cân nặng là 60 kg, bị ADHD thì vô tôi cài cái VT là 350 nha. Tôi cài VT 350 thì tôi thấy áp lực đỉnh lên 31 rồi. Bây giờ tôi chịu khó làm gì? Vậy khó đo cái plato nha. Tôi chịu khó đo plato. Plato bằng cách tôi sẽ ấn cái nút Inspiratory Horn. Ấn cái nút N. Rồi, đo plato. Rồi, hiện ra 26. Vậy là tốt không? Ok, bệnh nhân này tiếp tục 6 lần ký. Ok, không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi gặp một bệnh nhân khác nha, một bệnh nhân khác. Tôi bệnh nhân khác đó cũng 60 kg. 60 kg nhưng mà tôi cho bệnh nhân đó thở máy, đúng không? Sau khi tôi cho bệnh nhân này thở máy thì tôi thấy là áp lực đỉnh lên 36. Vậy là có cao không? Coi chừng cao, bởi vì theo mình được biết là cái đỉnh với lại cái plateau thường thường cách nhau 3-4 cm nước thôi. Nhưng mà để chắc ăn thì mình sẽ đo cái plateau. Mình cũng ấn vào cái nút Inspiratory Horn thôi, cũng có gì hết á. Mình ấn nút nó sẽ đo ha. Và nó sẽ ra plateau ngay. 29 ha. Chưa cao nữa. Thôi để gặp bệnh nhân khác đi, hẹn kiếp sau. Tôi lấy ví dụ giả sử nó là 31 đi. Thí dụ vậy thì ngay lập tức mình sẽ giảm VT xuống. Ví dụ đang 6 lít bạc ký, giả sử mình giảm xuống 5. Mình giảm xuống bớt để mục tiêu mình làm giảm bớt plato xuống. Các anh chị hiểu không ạ? Rồi. Như vậy thì tóm lại là bệnh nhân cài đặt ADHD thì các anh chị nhớ một chuyện là ban đầu vô các anh chị cài theo cân nặng lý tưởng là 6 lít bạc ký. Rồi mình thăm dò cái plato xem như thế nào. Nếu plato nó còn tốt, tức là nó còn thấp á, tức là cái phổi bệnh nhân cũng không đến nỗi lắm, nhưng mà cái phổi bệnh nhân mà xẹp nhiều quá đó, công gian nó giảm quá mức đó,
thì Vibrato sẽ cao hơn 30. Mà nếu thật sự nó cao hơn 30 thì ngay lập tức mình phải làm gì? Phải giảm bớt VT xuống chút xíu. Rồi, bây giờ hậu quả của chuyện giảm bớt VT xuống chút xíu đó là VT thấp thì nó sẽ bị gì? Ứ CO2 đúng không? VT bình thường của một người bình thường là 8 lít bạc ký, đúng không ạ? Thông thường chúng ta cài, người lớn ta cài tần số là 15, đúng không? Đúng không? Cài tần số là 15. Bây giờ một người lớn mình không cài tần số là 15, mình cài VT là 8, tần số là 15, bây giờ VT nó có 6 lít bạc ký à, thì liệu tần số mình có là 15 nữa được không? Thì xin nói là không nên cài tần số như tần số người bình thường, mà nên gì? Nên cao hơn bình thường để chi? Để giải quyết cái chuyện ứ CO2 chứ, đúng không ạ? Như vậy thì như bữa hổm ngay từ ngày đầu tôi nói với chị là những bệnh nhân mà bị bệnh lý giảm công năng phổi đó, thì mình sẽ cài tần số thở nó cao hơn tần số thở bình thường. Tôi có ví dụ là một em bé 8 tuổi là tần số mình cài là 20, thì nếu mà bệnh nhân bị bệnh phù phổi cấp thì mình có thể cài tần số là 25 là cái chuyện đó. Nhưng bây giờ cái chị có thể hiểu là tại vì sao mình cài chuyện đó rồi, đúng không? Tức là thai con tăng nó bị ngắn đi. Lý do thai công tăng nó ngắn đi là do C giảm. Bây giờ thô nè, nó bằng R nhân C. Mà nếu C giảm đó, thì cái tích của số này nó sẽ giảm. Tức là bệnh nhân đó, nó cần cái thời gian để bơm phồng cái phổi lên rất là ngắn, và thời gian để nó xẹp xuống sao cũng rất là ngắn. Các anh chị không? Mới hớ là cái nó xẹp liền à đó. Ví dụ như hồi sáng nè, các anh chị thấy ở đây bệnh nhân bình thường hồi sáng nè, tôi có đưa cái ví dụ đúng không? Đây là cái BAF, đây là cái TE. Bây giờ các anh chị chiếu cái TE vô đây, các anh sẽ thấy là cái TE của bệnh nhân này thật sự ra nó ngắn hơn TE này rất là nhiều, đúng không? Đúng không? Mà khi TE nó ngắn vậy á, thì điều đó có nghĩa là chúng ta có quyền gì? Có quyền tăng tần số lên được, đúng không? Có quyền tăng tần số, tại chúng ta không sợ bị bẫy khí. Và trong cái nghiên cứu, trong cái hướng dẫn của AS Network đó, thì nó nói là trong bệnh nhân mà bị ARS thì các anh chị cho VT thấp xuống 6 lít bạc ký thôi. Nếu mà nó còn nó bị ứ CO2 đó thì các anh chị có thể tăng tần số lên, với điều kiện là mình sẽ tăng tần số lên khoảng nhiêu là được, thì người ta nói là được quyền tăng cho đến 35 lận phút, miễn rằng đừng có gây ra bẫy khí thôi. Vậy thì giờ tôi test thử bệnh nhân này, bệnh nhân giả, nhưng mà tôi test thử cho các anh chị thấy là mình có thể tăng lên tới cỡ nào được, đúng không? Đúng không? Giờ đầu tiên nha, đầu tiên bệnh nhân đang tần số là 15 nha, đúng không ạ? Tần số là 15 với Etrainer bình thường là 1.3, đúng không? Etrainer bình thường là 1.3 luôn. Bây giờ các anh chị nhìn vô đâu cái để các anh chị biết là còn tăng tần số được. Các anh chị cần nhìn vô đây giùm tôi, cái đoạn này nè, là cái đoạn nè, có nghĩa là từ đây đến đây là 2.7 giây, hiểu không ạ? Mà bệnh nhân chỉ cần có bao nhiêu đây thôi để mà thở ra, còn nguyên một cái đoạn này mênh mông, nó không có xài gì hết trơn á, nó hết thở ra rồi mà nó để cho vui thôi, để chờ gì? Chờ lần tới cái nhịp thở mới, giống như là cái đó là mùa thu rồi mùa đông, ngồi đó chờ chừng nào tới mùa xuân rồi mới đi trải hội được, nó vui á, mình ngồi mình chờ thôi. Vậy thì mình có thể xài cái khoảng thời gian đó được. Cái thứ nhất là anh chị sẽ tăng tần số lên. Tôi lấy ví dụ bây giờ mình sẽ tăng tần số là 20 nha, tăng tần số 20. Các anh chị nhớ là để cho áp lực đừng có thay đổi nhiều đó, thì các anh chị sẽ giữ nguyên gì? Giữ nguyên thời gian TI. Khi các anh chị tăng tần số lên mà chị để nguyên thời gian TI, điều đó có nghĩa là các anh chị rút ngắn thời gian TE lại thôi, hiểu ý không ạ? À? Tôi lấy ví dụ đi, ví dụ giờ tôi tăng lên 20. Nếu mà tôi tăng lên 20, tôi không nói gì cả, thì các anh chị nhìn lên đây các anh chị thấy Etrainer lúc này đang là 1/3, đúng không ạ? 1/3, thời gian TE còn có 1.7 thôi, thời gian TI vẫn là 1.3, em 1.7 cho nên Etrainer là 1/3. Giờ tôi thử, tôi tap một cái ha, ấn cái accept một cái. Vậy thì sau khi mình accept xong, để mình nhìn lại coi mình còn tăng tần số được nữa hay không, còn được không? Được, lý do là thời gian TE bây giờ nó ngắn lại, đúng không? Nhưng nó vẫn còn rảnh nhiều đây, chưa xài, đúng không? Còn tăng lên được. Các anh chị hiểu không ạ? À, nhưng mà khi các anh chị tăng lên nữa, tôi lấy ví dụ đang là 20, các anh chị tăng lên 25, các anh chị coi cái máy nó nói cái gì nha. Né né vào đây chút xíu, bạn có thấy không? Thấy ha, tôi tăng lên 25,
and tới đây bắt đầu nó đèn vàng rồi đó. Đèn vàng có nghĩa là gì? Đèn vàng có nghĩa là sắp đèn đỏ. Bây giờ y trên e nó đang là 1,1 chia cho 1, tức là nó lớn hơn 1,1 rồi. Các anh chị có hiểu ý không ạ? Vậy thì các anh chị nhớ giùm tôi đó, trên một bệnh nhân thở máy thì người cái máy á, nó được thiết kế để ngăn cản bác sĩ cài y trên e mà lớn hơn 1/1. Có nghĩa là thời gian ti e ít nhất cũng phải bằng thời gian ti y. Có hiểu không? Tới đây á, mình mới ngồi mình giật mình nhớ lại, à nếu mình tăng tần số lên 25, điều này có nghĩa là một chu kỳ thở nó còn 2,4 giây. Chu kỳ thở còn 2,4 giây, có nghĩa là thời gian ti e này mỗi cái mà lớn nhất tức là 1,2, đúng không? Cho nên cái chuyện đầu tiên mình muốn tăng lên vậy mà để cho máy nó đừng có chửi mình á, thì mình sẽ giảm thời gian ti này xuống còn 1,2, đúng không? Mình enter trước cái đó, sau đó mình tăng cái này lên là 25. Anh chị hiểu chưa? Thì tăng là 25, inner giờ là 1,1 rồi đó nha. Có nghĩa là sau khi các anh chị tăng inner lên 25, xin lỗi, tần số lên 25 lần phút, inner 1,1, thì các anh chị còn có thể tăng tần số lên được nữa hay không? Đối với bệnh nhân này còn nha, còn được, tại vì nó còn trống đây. Hiểu ý không ạ? Nhưng mà đây là bệnh nhân này thôi à. Bây giờ tôi ví dụ một bệnh nhân khác. Tôi ví dụ bệnh nhân khác là bệnh nhân nó không có bị tổn thương, nó không có bị giảm công năng nhiều lắm. Tức là có nghĩa là tôi gì? Tôi tháo bớt dây thun ra, đúng không? Tháo bớt dây thun ra. Bây giờ tôi bỏ bớt một số cộng dây thun ra thì cái này nó tốt hơn, đúng không? Thời gian te nó dài hơn, cho nên là nó không cho phép mình tăng lên nữa đó. Có hiểu ý không ạ? Hiểu không? Tới đây thì còn tăng được nè, còn tăng được chút xíu, tại vì nó còn một khoảng trống rộng, rảnh rảnh đây chút xíu nè, còn có thể xài được. Giờ mình tăng lên 30. Khi mình tăng lên 30 thì gì, nhớ là 30 thì thời gian một chu kỳ thở sẽ là 2 giây. Cho nên TI, TE mỗi thứ là 1 giây. Bây giờ tôi giảm tiếp cái TI xuống còn 1, và tôi tăng cái này lên là 30. Cái đây là 30 ha. Khi tới đây rồi á thì rõ ràng là thấy rồi ha. Tới đây là không theo hướng dẫn của ARS Network có thể tăng tới 35, nhưng bệnh nhân này thì chỉ tăng tới 30 thôi là hết rồi. Tại vì nó cái đường cong thở ra nó đã đụng vô trục vành ngay chỗ kết thúc rồi. Và các anh chị tăng lên nữa thì chắc chắn sẽ bị bẫy khí, cho nên tới đây thôi. Hiểu ý không ạ? Vậy tùy bệnh nhân chứ không phải là người ta hướng dẫn gì mình cũng chơi đó. Hiểu không ạ? Người ta hướng dẫn là có thể tăng tới 35, nhưng mà tới 30 hết rồi, không có cửa nữa, cho nên là thôi, tới đây thôi. Hiểu cái này chưa? Rồi, như vậy thì nguyên tắc thứ hai của chuyện cài đặt đó là nếu bệnh nhân bị ứ CO2, các anh chị có thể tăng tần số tới tối đa là 35. Nhưng cảnh giác ha, đừng có bị bẫy khí. Và mình đối với cái này, thật sự cái này là mình tăng tới 30 là hết rồi đó, không còn cách gì để mà tăng lên thêm. Hãy tăng lên thêm nữa là bị bẫy khí. Các anh chị hiểu này chưa? Rồi, cái phần còn lại là gì? Giả sử mình cài đặt VT là 6 lít bạc ký, tần số mình tới 30 nhưng nó vẫn bị ứ CO2 thì làm gì? Giả sử đi, nó còn bị ứ CO2 mình làm gì tiếp? Thì mình cái động tác mình làm tiếp là chỗ này nè, giải quyết tăng CO2 máu là bằng cách gì? Là bằng cách là mình coi coi nó có khoảng chết cơ học nào nữa hay không, tại mình tăng tần số thở rồi. Hiểu ý không ạ? Coi khoảng chết không, tức là mình có gắn thêm cho bệnh nhân mình mấy cái cục này không, HME rồi ống nối ống gì đó, tức là nằm giữa ống nội khí quản bệnh nhân mình tháo ra mình quăng hết. Hiểu chưa? Mình thí dụ như HME mình không là xài HME thì mình chuẩn bị cái nồi làm ấm ẩm, hiểu không? Mình gắn nồi ấm ẩm vô, mình cho bệnh nhân thở máy với nồi ấm ẩm. Hiểu chưa? Ví dụ mấy cái ống nối, mấy cái cáp nôn rắp phi, mấy cái ống hút đàm, nó gọi là hút đàm kính á, tất cả những cái gì mà nối vô cái chỗ mà giữa cái ống nội khí quản là cái chữ y máy thở, là mình tháo ra mình quăng hết á, thì mình sẽ đỡ được một mớ. Thì người ta thấy là nếu các anh chị cứ tháo hết tất cả mọi cái thứ mà liên quan tới chuyện đó quăng ra thì các anh chị sẽ giảm được PaCO2 xuống thêm 10 cm nữa, 10 mm thủy ngân nữa. Có nghĩa là
Ví dụ nó đang ứ 60 phải không? Các anh chị lấy mấy đó chị quăng hết thì nó giảm xuống được còn 50. Có hiểu ý không ạ? Có hiểu không? Rồi, giả sử mà nó vẫn còn ứ nữa thì làm gì? Là còn một chuyện là mình có thể quy động phế nang. Quy động phế nang á, nó giúp tăng cái thể tích phổi có thông khí. Tức là hồi nãy đó, tôi lấy ví dụ như hồi nãy bệnh nhân bị xẹp phổi 50%, bây giờ chỉ có 50% hoạt động thôi, thì nó không đủ để thải CO2 ra. Mình quy động phế nang làm thêm được 20-30% cái phần mà 50% đó, mình kiếm thêm được 20-30% nữa thì biết đâu BaCO2 lại giảm bớt xuống, các anh chị không? Thì chúng ta sẽ dùng biện pháp gọi là quy động phế nang. Thì biện pháp này đó, riêng đặc biệt lớp này tôi mới nói nha. Tức là thí dụ như bữa nay nó không kịp thì ngày mai nói mắc gì ấy, nhưng mà phải nói. Tại vì ở đây thì xem như các anh chị giỏi đi. Rồi mấy chỗ khác mà dở không dám nói thiệt. Ê, đừng có quay khúc đó nha. Cắt khúc đó bỏ đi. Tại vì nói mấy chỗ kia dở. Bởi vì mình quy động phế nang là cũng 50-50 lắm á. Thí dụ mình không dám á, thì mình bỏ bệnh nhân chết. Mà mình làm á, biến chứng thì mình chết. Hiểu ý không? Cho nên là cũng 50-50 lắm. Cho nên là, nhưng mà ngày mai bắt buộc phải nói ha, là quy động phế nang để tăng cái thể tích phổi thông khí lên. Còn một cái cuối cùng là cho tới bây giờ người ta thấy là thở máy gọi là siêu bảo vệ ha. Siêu bảo vệ phải không? Siêu bảo vệ. Bảo vệ là protective ha. Protective. Siêu bảo vệ là super. Thêm chữ supra chứ ha. Supra protective tức là siêu bảo vệ. Thở máy siêu bảo vệ VT có 30 lít ký à. Khi VT nó thấp vậy đó thì cái phổi nó được an toàn, nó không bị căng quá mức. Nhưng CO2 nó lên tới cả trăm thì làm gì? Thay vì chạy ECMO, chạy ECMO thì nó vừa thải CO2 mà nó vừa tăng oxy máu lên. Nhưng mà nếu bệnh nhân mà oxy máu rất là ổn nhưng mà chỉ ứ CO2 thôi đó, thì mình sẽ chơi một cái màn nó gọi là ECCO2R. EC tức là extracorporeal nè, tức là ngoài cơ thể ha. CO2 nè, R là removal. Tức là nó sẽ chạy giống như ECMO, cái màng nó là chỉ để lấy CO2 ra thôi chứ nó không tăng oxy máu lên. Hiểu ạ? À? Và lưu lượng nó thấp hơn. Nhưng mà tốn tiền chắc cũng bằng, tức là một đợt chắc cũng phải 200-300 triệu. Cho nên là có một mấy chị ở bên Chợ Rẫy nói thôi vậy làm ECMO mẹ cho rồi. Nó chưa có rẻ hơn. Nếu mà giả sử nó rẻ chừng 1/4 giá thì chắc chắn là mình sẽ thở máy bảo vệ, gọi là siêu bảo vệ luôn đó. Tức là mình giảm VT xuống còn 30 lít một ký rồi mình lấy CO2 ra bằng con đường này. Có hiểu ý không ạ? À? Nhưng mà giờ hiện tại Việt Nam mình chưa dám làm. Tại vì cái giá của nó cũng bằng ECMO cho nên mình không có làm thôi. Đó. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chắc anh chị cũng đuối rồi. Mà mình nói cái này, cái phần này nó cũng hay lắm. Cho nên mình sẽ để dành cho ngày mai đi. Bây giờ hồi nãy giờ nói có cái gì không hiểu thì hỏi nha. Còn cái quy động phế nang để ngày mai nói. Các anh chị có cái gì các anh chị cần trao đổi? Có gì thắc mắc cứ hỏi nha. Tôi rất là open đó ha, mấy ông thầy khác không open bằng vậy đâu. cái gì không biết cái gì cứ hỏi. Ở đây chắc chắn ADS rất là nhiều, có gì thắc mắc cứ hỏi. Nếu mà trong cái phạm vi mà đã nói rồi thì mình sẽ nói tiếp. Mình sẽ ngưng để ngày mai nói. Còn cái hỏi câu hỏi gì á mà những cái mới hơn để ngày mai thì ngày mai mình nói ha. Những câu hỏi nào mà nó thuộc cái phần cũ thì tôi sẽ nói giải thích ngay trong hôm nay. Cái chị có thấy khó khăn chuyện gì chuyện làm nãy giờ không? Đang nhìn mấy cái chuyện là lúc nào cài đặt VT nhiêu, phải giảm xuống nhiêu, rồi đo plateau pressure, rồi khó khăn gì cái chuyện tăng tần số lên, điều chỉnh y trên e, vân vân. Nãy giờ thấy có gì khó không? Gì khó cứ hỏi nha, tại vì đây là những cái thao tác mà tôi cam đoan luôn, nếu các anh chị mà học cái này mà ngon lành nghiêm chỉnh là gì vậy, về nhà làm hoài, hàng ngày hoài, ngày nào cũng phải làm ha, chỉnh lên chỉnh xuống. Có nhiều khi một bạn chụp cái hình gửi tôi nói ai không được, tần số vậy cao quá, giảm xuống tần số rồi. Ủa sao thầy biết cao? Biết chứ. 7 khí nè là cao rồi đó, ví dụ vậy. Em giảm tần số xuống đi nó, rồi em giảm nhiêu ai biết nhiêu, đâu em giảm xuống, thí dụ nó đang 30, đâu em giảm xuống 25, rồi em chụp tấm em gửi tôi coi được chưa.
cái nó giảm thêm 15, chụp nè, nè thầy ơi, vậy được chưa? Nó chưa được, còn 7 khí chút xíu thôi, mày giảm xuống còn 20 thôi, thí dụ vậy. Hai thầy trò nói chuyện qua lại ha. Thôi giờ nói này đi, nói này vui hơn mấy cái nãy giờ mình nói. Các anh chị ghi số điện thoại đi vô ha. Nói hoài mà không có cho số điện thoại như không. Các anh chị ghi số điện thoại đi vô để dành cấp cứu nha. Cái số này là để dành cấp cứu thôi. Tức là khi các anh chị có một cái thắc mắc gì đó về bệnh nhân của mình á, về bệnh nhân của mình, thì các anh chị sẽ gọi bằng cái điện thoại thường là số này. Có hiểu không ạ? Chị gọi alo, em là bác sĩ gì đó, tính hỏi anh chút xíu, anh có rảnh không? Cái rảnh vậy anh kiếm chỗ nào có wifi đi, bắt đầu mình nói chuyện cho đỡ tốn tiền chứ không gì á. Thật ra lương nhà nước có phát mình đâu có bao nhiêu đâu, mình cứ xách điện thoại mình nói hoài chắc tốn tiền lắm. Thì tôi sẽ đâm đầu kiếm cái chỗ nào có wifi liền. Thật ra đó, nói chơi cho vui thôi chứ ngoại trừ tôi đang ngoài đường thôi, chứ ở khoa tôi thì sóng wifi đầy hết á. Mà ở nhà tôi thì wifi suốt ngày suốt đêm, cho nên có một số bạn bè tôi nói trời sao thằng này lúc nào cũng online nữa? Tôi đâu có muốn đâu, tại điện thoại nó có vậy thì nó thấy mặt tôi trên đó chứ tôi đâu có online gì đâu, hiểu ý không ạ? Cho nên là các anh chị muốn gọi tôi cái gì đó, muốn hỏi tôi gì đó thì các anh chị có thể sử dụng Viber, Zalo, Messenger, FaceTime, thư quỷ sứ gì mà trên đời nó có miễn phí, các anh chị cứ nói. Tôi sẽ mở cái đó ra để tôi nói chuyện, hiểu ý không ạ? Là sau khi mình đã liên lạc bằng điện thoại thường một chút xíu, cái chuyện đó tốn chừng 200-300 đồng thôi, thì mình bắt đầu có thể chat tới sáng luôn ha. Tối tôi ngủ tôi ôm cái điện thoại, không ôm vợ, ôm điện thoại. Tức là tôi ôm điện thoại suốt ngày suốt đêm, cho nên các anh chị có thể hỏi bất cứ lúc nào. Và các anh chị có thể chụp hình, gửi phim X-quang, gửi kết quả khi ôm máu. Các anh chị đừng có ngồi bấm từng cái, các anh chị lấy kết quả khi ôm máu chụp cái bục gửi dèo tới, đúng không? Lấy cái phim quang để lên cái màn hình, chụp bục gửi dèo phải tới. Máy thở khỏi cần nói là em đang cài tia y nhiêu, tia e nhiêu, chụp cái bục gửi tới, đây nó có số hết rồi. Ví dụ vậy đó, mà còn coi được biểu đồ sống nữa. Tôi chỉ cho anh chị một số chiêu ha, miễn phí ha. Thành ra là cái này có bảo hành. Hồi đó giờ giải máy thở không ai bảo hành á, mà giải máy thở tôi là có bảo hành nha. Tức là thời gian sau các anh chị được bảo hành miễn phí trong vòng 1 năm. Thoải mái. Rồi, không ai hỏi gì nghỉ nha. Hả? Rồi. Kiểm soát áp lực đó thầy, cách sao theo em thì làm sao? Theo em á, tại em nói vậy nhưng mà trong cái mode kiểm soát áp lực á, nó cũng giống như mode kiểm soát thể tích. Các bạn nhớ vậy nè, tôi không có rảnh để dạy các bạn cái bài. Nếu mà được á, mình sẽ có một cái bài là chuyên nghiệp, gọi là đo resistance công dân phổi, đúng không? Đo ha, resistance ha, với lại comian, đúng không? Nhưng cái đo cái P-plato đó thì các anh chị không cần đổi mod gì cả. Các anh chị cứ để cái mod đó, các anh chị bấm đại cái inspiratory horn trên tất cả các mod nha, mod gì cũng được, miễn trong thời gian mình horn nó đó là bệnh nhân không có hít thở thôi, là nó sẽ ra P-plato. Cho nên là để mà đo P-plato á, mod gì cũng được. Hồi nãy mình nói rồi, đo autopip là mod gì cũng được, đúng không? Trong khi mà đo P-plato thì cũng mod gì cũng được, nhưng cũng làm ba cái chuyện giống như hồi nãy. Thứ nhất, hút sạch đàm nhớt. Thứ hai, bơm bóng chèn cho kính. Tại vì nếu mình không bơm bóng chèn không kính á, thì nó cứ cái đường nó không có phẳng được, nó cứ tuột hoài. Tại vì ống nội khí quản hở nó cứ tuột. Mà tôi đo bên con nít là bị cái đó nhiều nhất, tại không đo cái quản nít đâu có bóng chèn, ở quản người lớn có bóng chèn, cho nên nó mới giữ được cái đường bình nguyên. Và thứ ba, bệnh nhân không được thở trong quá trình mình đo P-plato, tức là các chị vẫn phải sử dụng thuốc an thần chích cho nó một chút. Thường thường tôi hay sử dụng nhất là midazolam, và mod gì cũng được, bấm một cái pause một cái. Ví dụ lúc đó có thể em đang cài là pip bằng 5, pi em đang cài là 20, tức là cộng lên 25, nhưng mà em bấm một cái nó tuột xuống còn 20 thôi. Vậy P-plato là 20 chứ không phải là 25. Em hiểu không?
nhưng mà có khi nó không tuột gì cả, tại vì ở ngoài với phế nang nó bằng nhau, em hiểu không? Như vậy thì các bạn nhớ giùm tôi, hồi sáng tôi nói rồi nhưng mà giờ tôi nói lại lần nữa nha. Khi mình sử dụng mod pressure control PC đó, nếu mà các anh chị sử dụng biểu đồ sống như thế này mà anh chị sử dụng, các anh chị thấy cái đường cong lưu lượng ha, đây là kết thúc tự y rồi đó, đúng không? Nếu mà cong lượng nó xuống dày nha, vậy thì chắc chắn là áp lực, đây là áp lực của đường thở đúng không, PAW nè, đúng không ạ? Ở ngay chỗ áp lực đường thở kết thúc thời gian tự y đó thì lưu lượng vẫn còn có thể vô được trong phế nang, cho nên áp lực trong phế nang thì sẽ thấp hơn áp lực trong đường thở. Khi mình thấy dạng sóng vậy mà mình bấm cái nút inspiration horn thì chắc chắn một điều là nó sẽ làm sao, nó sẽ tuột xuống và nó mới ra như vậy, thì đây mới là phê plateau nè. Các anh chị hiểu ý không ạ? Tại vì chỗ này nó nói lên là phế nang, áp lực trong phế nang nó chưa có bằng áp lực ở ngoài đường thở, có hiểu ý không ạ? Nhưng nếu các anh chị nhìn biểu đồ sóng vậy mà các anh chị nhìn cái biểu đồ lưu lượng nó vậy, hiểu ý không ạ? Nó có một cái đoạn pause như thế này nè. Điều này chứng tỏ là máy thở nó chỉ cần bao nhiêu DTI là áp lực đường thở nó đã cân bằng áp lực phế nang rồi. Tức là lúc này là PAW rồi, nó bằng cái B alveolar rồi nha. Có hiểu ý không ạ? Thì các anh chị có bấm pause nó thì nó cũng vậy thôi, nó sẽ ngang tràn luôn. Hai cái nó bằng nhau rồi mà. Có hiểu ý không ạ? Hiểu không? Không hiểu cũng được, không sao. Nhưng mà hiểu thì tốt. Không hiểu thì không sao. Không hiểu là không phải bị rớt đâu, không hiểu là tại vì này nó hơi cao, mà hiểu được thì tốt. Đó đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Các bạn nhớ là ở bên mode pressure control mình vẫn đo plateau được, nhưng mà nếu giả sử nó rớt xuống sớm như vậy đó thì khỏi đo mất công, cái số ở trên máy nó chính là plateau rồi, hiểu ý không ạ? Rồi, các bạn có hỏi gì khác không? Rồi, cảm ơn em. Cứ hỏi nhiều đi ha. Không biết làm sao. Lúc đó mình sẽ nói người nhà là phổi của người nhà của ông bà đó là rất xấu rồi, tôi cũng ráng dữ lắm mà không biết cứu được hay không. Có chuyện này nó cũng là chuyện vui thôi, nhưng mà là chuyện cực kỳ khoa học nha, cực kỳ khoa học nha. Các bạn còn khỏe không ta? Thử coi, còn khỏe không? Mình còn 20 phút nữa mới hết giờ đúng không? Nhưng nếu còn khỏe thì nói tiếp, mà không còn khỏe thì giờ nghỉ, ngày mai nói, không có mất đi đâu hết trơn á. Nhưng mà nếu các bạn còn khỏe thì tôi xin nói chút xíu như thế này. Bây giờ á, cái này là cái này phải trả tiền nha. Tức là cái phần mà mấy bữa nay nói là miễn phí hoàn toàn á, nhưng mà cái phần này phải trả tiền. Ở đây á, các bạn lưu ý chỗ này. Ví dụ mình giúp thở bệnh nhân áp lực đường thở cao thế này, nhưng mà plateau như vậy ở đây, thì đối với bệnh nhân A đại đét á chị ha, thì giá trị này, cái này mới là cái quan trọng đúng không? Chứ cái peak không quan trọng, cái này mới quan trọng. Thì số này á theo như các tác giả là 30 là ok. Nhưng bây giờ tôi hỏi các anh chị nè, cùng là 30, cùng là 30 nha. Tôi có một cái bệnh nhân nó vậy, tức là ở đây là 30, bíp là 5. Tôi có một bệnh nhân khác, hiểu không ạ? Đây cũng 30 nhưng mà bíp đây 15, từ đây đến đây 15 nè, hiểu không ạ? 15 đây, đây có 15 thôi, với lại đây, đây là, đến đây là 5 mà đây, đây là 25 nha. Cùng một cái plateau như nhau đúng không? Một thằng thì bíp 5 mà driving pressure là 25, một thằng là bíp 15, driving pressure là 15, có hiểu không? Tức là cái delta P đó, cái delta P, cái này là delta P nè. Cái delta P này á mình hay gọi là driving pressure, tức là các anh chị lấy cái bíp này, các anh chị trừ
Xin lỗi, các chị lấy plato, các chị trừ cho pip thì sẽ ra là delta P. Thì giờ tôi hỏi các chị, trong hai bệnh nhân đó, bệnh nhân này với bệnh nhân kia đó, bệnh nhân nào có khả năng chết nhiều hơn? Chết đó. Bên phải hay bên trái? Hả? Tầm 7 không? Thằng này mới sống nè. Tại vì brain pressure nó thấp. Các anh chị nhớ là cái công trình của Amato đó làm đảo lộn cả nguyên cái thế giới thở máy đó, là sau khi ổng tính toán này ổng thấy cái brain pressure là cái kết boy là 15. Thằng nào trên 15 chết nhiều, nào dưới 15 chết ít. Hiểu ý không ạ? Do đó cái thằng mà 25 mà biết 5 đó, thằng đó khả năng tử vong nó rất là cao. Tại vì cái brain pressure nó cao lắm, tức là cái công năng phổi nó đã giảm rất là dữ thì cái brain pressure nó mới cao. Còn thằng brain pressure nó 15 thì nó khả năng sống nhiều hơn. Hiểu ý không ạ? Cho nên là nó giống như là uống bia mà tính theo ly á. Biết uống bia tính theo ly không? Uống bia tính theo ly tức là các bạn rót vô là cụm một cái là hết 100% đó. Nhưng mà cái thằng bọt nó rất là nhiều đúng không? Cái bọt nó ít. Cái bọt nó giống như cái VT vậy đó. Còn ở phía dưới là pip á, hiểu không? Nhưng mà nó ngược lại là hãy thằng nào uống bia mà nhiều bọt á, mà cái nước bia ít thì sống lâu đúng không? Ở đây á, cái brain pressure nó quyết định bệnh nhân chết hay không là số này. Thành thử ra sau này á, sau này đó là tụi tôi còn thêm một tiêu chuẩn nữa, nhưng bài này tôi không có viết. Thêm tiêu chuẩn thứ ba. Có ba tiêu chuẩn, là chuẩn thứ nhất là gì? VT phải dưới 6 lít bạc ký ha, dưới hoặc bằng 6 lít bạc ký. Thứ hai là plato phải nhỏ hơn hoặc bằng 30, phải không ạ? Và thứ ba, cố gắng brain pressure nhỏ bằng 15. Là nghiên cứu của Amato á. Nếu các bạn nào mà muốn đọc cái bài đó ha, thì các bạn vô PubMed, các bạn chỉ gõ hai chữ thôi, Amato ha, Amato là tên ổng ha, các bạn gõ thêm chữ là Raven Besser, tức là cái nghiên cứu của ổng đúng không ha. Còn nếu các bạn giỏi hơn chút nữa thì các bạn có thể ghi là 2015, tức là cái nghiên cứu này nó đăng trên tạp chí New England 2015. New England Journal of Medicine ha, 2015 ra cái bài này. Bài này là miễn phí nha, cho tới giờ người ta vẫn cho miễn phí. Các bạn đau dữ bạn đọc ha, đau dữ bạn đọc. Trong cái bài này á, trong bài này thì giờ lại coi cũng còn 15 phút, tôi sẽ nói thêm chút xíu. Cái hay của cái bài này là cái gì? Cái viết đâu em ha, viết bản á, chắc đem cắt rồi ha. Tại vì ý tôi muốn giữ cái chỗ này lại để viết, nhưng mà thôi để tôi bôi đi. Đây, giờ tôi có ba cái hình nha. Tại vì cái này nó có trong máy tôi mà ban tổ chức thì không cho tôi lấy cái máy tôi ra. Bây giờ đây là các anh chị, hình thứ nhất, ba cái hình này có một đặc điểm là cái brain pressure nó, tức là cái plato nó như nhau, p plus là 30, nó đây là 30 nha, chị hiểu ý không ạ? Thì 30 này, thì cái hình thứ nhất á là cái phần mà pip là phần ở dưới, và phần vt là phần và cái phần vt là phần trên, tức là đây, ví dụ vậy. Bây giờ cái hình thứ nhất là cái pip nó, xin lỗi, để tôi nhớ coi. Thứ nhất là cái pip càng ngày càng tăng, mà p plato thì giữ nguyên. Xin lỗi các bạn, để tôi lấy cái bài chắc này thôi, lấy mất công thôi, để ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ đưa cái bài đó. Cái hình nó đẹp lắm. Và cái năm 2015 á, là tôi được đi Hà Nội. 2016, tức là 2015 ổng đăng cái bài đó, thì 2016 ổng qua Hà Nội. Ổng nói về cái đề tài brain pressure ha. Thì ổng đố các ông thầy của Việt Nam mình đang ngồi dưới này nè, mấy thầy á,
sư phụ không á, thì trong đó tôi có, tôi ngồi túc dưới ở trên này thầy không mặc áo vest ngồi đầy này đổ không là cái nào sống nhiều hơn lên trên hay xuống dưới đó, tức là tăng hay là giảm đó thì mấy ông thầy nó trật hết à. Cho nên các anh chị tối về đọc nha, chị nhớ dùm ba chữ ha. Thứ nhất là Amato là tên ổng nha. Ông này người Brazil, ông làm Mỹ nhưng mà ông người Brazil ha. Thứ hai là Brave Investor, là hai từ khóa đó. Anh chị về đọc đi, rồi sáng mai mình gặp nhau mình bàn tiếp. Tôi sẽ lấy cái bài đó, tôi sẽ chiếu cái này lên cho các anh chị xem nha.